Dạ, kính thưa quý vị đại biểu, quý đồng nghiệp tham dự phiên 2A với chủ đề sản khoa sơ sinh trong hội nghị phụ sản miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 9. Sau đây tôi xin trân trọng kính giới thiệu chủ tọa đoàn gồm có Phó giáo sư tiến sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, trưởng bộ môn phụ sản trường học Y khoa Phạm Ngọc Thạch, tiến sĩ Phạm Chí Công, phó giám đốc bệnh viện phụ sản Nhi Đà Nẵng và bác sĩ chuyên khoa 2 Nguyễn Bá Mỹ Nhi, giám đốc trung tâm phụ sản bệnh viện Đa khoa Tâm Anh. Sau đây kính mời chủ tọa đoàn điều khiển các phiên báo cáo. Em xin cảm ơn ạ. Báo cáo đầu tiên chúng ta sẽ nghe Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang sẽ trình bày chúng ta nghe một cái kinh nghiệm trong cái đại dịch và rất là hot trong thời gian vừa qua, đó là đề tài COVID-19 trong thai kỳ, một số kinh nghiệm trong quản lý và xử trí. Xin trân trọng kính mời bác sĩ Phó giáo sư tiến sĩ bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang bắt đầu phần trình bày của mình. Kính thưa toàn bộ quý vị đại biểu cùng quý vị chủ tọa đoàn, thì hôm nay tôi xin được chia sẻ một số cái kinh nghiệm trong quản lý và xử trí COVID trong thai kỳ. Vì thời hạn của bài là có giới hạn, cho nên một số điểm chúng tôi sẽ lướt nhanh, và nếu quý vị thấy cần thiết thì chúng ta có thể trao đổi trong phần thảo luận. Chúng ta cũng biết rằng là COVID ở tại Việt Nam được ghi nhận từ năm 2020 cho tới nay, xem như là có 4 giai đoạn. Giai đoạn 1 từ 2 và 3 thì được xem tới ngày 26 tháng 4 năm 2021. Trong cả 3 giai đoạn này thì tổng số ca nhiễm của cả Việt Nam thì chỉ khoảng gần 3.000 ca. Nhưng mà giai đoạn 4 từ 24 tháng 4 năm 2021 đến nay thì tổng số ca nhiễm ở Việt Nam chúng ta là lên tới hơn 1 triệu. Trong số đó thì số ca nhập cảnh chỉ khoảng hơn 2.000. Và hiện nay mặc dù đã sau một cái đợt dịch bùng phát rất là nghiêm trọng, đặc biệt là tại thành phố Hồ Chí Minh, thì trong những ngày gần đây thì xu hướng của số ca nhiễm thì có cái gia tăng trở lại. Chúng ta cũng biết rằng coronavirus là một virus ARN sợi đơn có vỏ lipid đính bằng các cầu gai có cái đầu tiếp xúc hình cầu, và SARS-CoV-2 virus này thì liên kết với cái thụ thể angiotensin 2 để có thể xâm nhập vào trong tế bào. Thì cái cơ chế mà xâm nhập vào trong tế bào này nó sẽ gây ra cái các cái tổn thương ở trên cái hệ thống mạch máu và làm rối loạn cái mạch máu theo chiều hướng co mạch, nhất là co các cái vi mạch máu, và như vậy thì nó sẽ dẫn tới gia tăng và thay đổi các cái chất điều hòa cái gọi là vận mạch. Và cái việc mà có tăng cái thụ thể của men chuyển 2 trong thai kỳ thì nó làm gia tăng nguy cơ nhiễm cái coronavirus, tức là SARS-CoV-2 này. Điển hình với hội chứng nguy kịch đó là suy hô hấp cấp tính tiến triển. Ta cũng thấy rằng đặc biệt là ở các cái tế bào ở phổi, ở các phế nang của phổi và tế bào 2 của phổi, hay còn gọi là tế bào nhỏ, tế bào small cell, thì có ái lực với lại SARS-CoV-2. Và ở cái thể nhẹ thì nó chỉ gây nên là các triệu chứng xuất tiết, làm giảm cái khả năng trao đổi chất ở mức độ gọi là
không gây ra triệu chứng, nhưng ở mức độ trung bình và mức độ nặng thì các tổn thương sẽ làm cho tăng phù nề ở trong các phế nang và ứ dịch, và mức độ nặng thì nó sẽ làm cho đông đặc các cái phế nang, khiến cho việc trao đổi khí thì không thể diễn ra được. Người ta ghi nhận những điểm chính của SARS-CoV-2 thì mặc dù cái cơ chế là khi có thai thì gia tăng các cái thụ thể của azithromycin 2 lên nhiều, và như vậy rằng là virus thì kết hợp với lại cái các cái thụ thể này. Nhưng mà người ta thấy chung, nhìn chung rằng phụ nữ mang thai cũng không phải là dễ bị nhiễm COVID hơn là so với người không mang thai. COVID ở trong cái thai kỳ á, thì ghi nhận ở các nước và qua giai đoạn từ năm 2020 cho tới nay thì cái khả năng hồi phục hoàn toàn là 80-85%. Trong số đó thì 15-20% thì có tiến triển bệnh từ trung bình tới nặng. Và biểu hiện thường gặp nhất ở trong cái thai kỳ liên quan tới SARS-CoV-2 đó là sốt, với cái sốt bắt đầu á, thì như là cúm, tức là trên 37 độ rưỡi, gần 38 độ, có cái triệu chứng của đường hô hấp trên như ho. Tuy nhiên, các cái bệnh mà có sẵn ở trên thai phụ gọi là bệnh đồng mắt trong lúc mà nhiễm SARS-CoV-2 này thì có thể làm tăng cái nguy cơ để có thể là trở nên nặng, ví dụ như đái tháo đường, ví dụ như cao huyết áp thai kỳ, trong đó bao gồm cả tiền sản giật, ví dụ như bệnh nhân là có thể trạng béo phì, ví dụ như bệnh nhân có tình trạng là hen phế quản và có cái bị các cái bệnh lý mà ảnh hưởng hoặc dùng thuốc ức chế hệ thống miễn dịch. Và thường thường những cái trường hợp mà nhiễm COVID có diễn tiến xấu đi là thường vào ngày thứ 7 đến ngày thứ 9 sau khi có triệu chứng. Chúng ta nhắc lại một chút xíu về thay đổi hô hấp khi mang thai. Thì khi mang thai thì do tử cung có xu hướng là càng ngày càng lớn lên, đặc biệt trong 3 tháng cuối thai kỳ, đẩy các cái cơ quan gan, cơ hoành lên cao, làm cho việc thông khí cơ học là giảm đi. Như vậy là thể tích của phổi là có bị ảnh hưởng, chưa kể là có sự tăng tiết và cái khả năng miễn dịch tế bào bị thay đổi ở trong lúc mang thai. Thì nhìn chung là các cái thông số liên quan tới khí máu động mạch cũng bị ảnh hưởng theo chiều hướng là kèm chuyển hóa hơn. Và như vậy rằng cái điều này sẽ ảnh hưởng đến cái các cái trường hợp mà bị suy hấp nặng và dẫn tới rối loạn thăng bằng kiểm toán. Thì vào cái lúc mà bùng dịch nhiều nhất, tức là vào khoảng từ tháng 4 cho tới tháng 8, thì ở tại thành phố Hồ Chí Minh, đỉnh của dịch là hàng ngày, nhìn chung cho tất cả các đối tượng là có thể có cái tử vong ghi nhận đến hàng trăm người, đỉnh điểm là có thể mỗi ngày 500-600 trường hợp tử vong liên quan tới SARS-CoV-2. Ngày 18 tháng 8 năm 21 thì cái quyết định 3982 liên quan tới việc hướng dẫn xử trí tạm thời cho cái COVID ở phụ nữ mang thai và trẻ sơ sinh. Thì trong này chia cái nhiễm COVID thành 5 mức độ, với mức độ là không triệu chứng, mức độ nhẹ, mức độ vừa, mức độ nặng và mức độ nguy kịch. Dựa trên là nhịp thở, SpO2, hình ảnh của X-quang. Thì như vậy rằng là các cái thông số này thì phối hợp với nhau để có thể giúp cho việc xếp loại bệnh nhân khi mình tiếp cận ban đầu. Để phân loại thì trước đó ngày 31 tháng 7 Bộ Y tế với quyết định là 3646 thì có cái phân loại, trong đó phân loại thành 4 mức độ, được gọi là có đánh màu để dễ theo dõi và dễ đánh giá. Tức là màu xanh là nguy cơ thấp, vàng là nguy cơ trung bình, da cam là nguy cơ cao và đỏ là nguy cơ rất cao. Trong đó thai phụ được xếp vào nhóm là da cam, tức là nguy cơ cao, phụ nữ có thai và phải có cái sự đánh giá sát của các cơ sở y tế, và nếu có triệu chứng thì sẽ chuyển đến tầng 3 của tháp điều trị của các bệnh viện điều trị COVID nặng. Thì trong cái quyết định này thì có ghi nhận một cái điểm là tiêu chí là đối với lại việc theo dõi chăm sóc tại nhà, nếu có đủ điều kiện để theo dõi tại nhà thì thai phụ thì có mức độ nhẹ không triệu chứng,
hoặc là thai phụ là nhiễm COVID mà đã chích đủ COVID đủ 2 mũi hoặc là mũi 1 là trên 14 ngày thì như vậy rằng là sẽ có thể theo dõi tại nhà. Thì đối với lại phân loại liên quan tới cái mức độ mà suy hô hấp và các cái tình trạng ảnh hưởng đến mức độ nặng để có thể xếp là theo dõi tại trại hay là tại khu vực chăm sóc tăng cường gọi là ICU dựa trên cái SpO2 với cái ngưỡng cắt là 93% các dấu hiệu nặng của đường hô hấp khác X quang phổi. Thì tại Bệnh viện Hùng Vương ở trong cái giai đoạn 4 này của dịch đó, từ ngày 27 tháng 4 đến ngày 9 tháng 11 thì chúng ta thấy rằng là trên thế giới số ca nhiễm là 254 triệu, tại Việt Nam thì khoảng hơn 1 triệu, thành phố Hồ Chí Minh thì ghi nhận khoảng 500.000, tức là chiếm 50%, gần 50% trên cả nước. Tại Bệnh viện Hùng Vương khu K1 thì cho tới từ cũng trong khoảng thời gian đó là có khoảng hơn 3.000 trường hợp trên tổng số ca sinh sống là 29.000, hơn 29.000, gần 29.500 trường hợp. Thì số ca tử vong ghi nhận trên thế giới là hơn 5 triệu, tại Việt Nam là hơn 23.000, tại thành phố Hồ Chí Minh là hơn 17.000 và tại Bệnh viện Hùng Vương là có 8 trường hợp tại bệnh viện và có 53 trường hợp trên 79 trường hợp chuyển lên tầng trên. Tức là tại Bệnh viện Hùng Vương thì mức độ can thiệp là tầng 2 theo tiêu chuẩn mới, tầng 3 theo cái phân loại trước đó là có thở máy, xâm lấn, còn các cái trường hợp cần phải có sử dụng ECMO hoặc là cộng với lại là lọc máu thì được chuyển lên tầng trên. Cái khu cơ sở điều trị của COVID có phân chia ra với 1.000 giường thì chia ra 120 giường. Cao điểm thì ở khu vực này lên tới hơn 200 bệnh nhân. Chúng tôi có 10 máy thở xâm lấn, 10 cái máy HFMC, hệ thống bồn oxy lỏng 15 tấn. Thì trước đó có một bồn, sau đó khi vào cái đợt dịch cao điểm thì được sự hỗ trợ của Ủy ban nhân dân thành phố, của cơ quan quản lý ngành thì bổ sung được thêm một bình. Và điều này đã giúp cho bệnh viện có thể chống chọi lại với lại cái việc mà nhu cầu sử dụng oxy trong hỗ trợ hấp đối với lại bệnh nhân mà có suy hấp. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có hình thành có sự hỗ trợ của cái bệnh viện dã chiến với 1.500 giường, trong đó có 500 giường chuyên về ICU do đội hồi sức tích cực của bệnh viện Bạch Mai ở Hà Nội vào tăng cường, và có 1.000 giường để theo dõi các cái trường hợp mà cần theo dõi tại viện nhưng mà thuộc tầng 1. Bên cạnh đó chúng tôi cũng có thành lập một cái trung tâm để có thể theo dõi chăm sóc các bé sơ sinh trên những bà mẹ và những gia đình không có đủ điều kiện để chăm sóc bé sau khi sanh xong. Thì chúng tôi áp dụng quy tắc là cần phải có một cái đánh giá nhanh khi mà tiếp xúc với bệnh nhân ngay ban đầu, sử dụng cái bảng CSI, tức là đánh giá cái chỉ số nặng liên quan tới COVID-19, bao gồm cái yếu tố tần số thở SpO2 và cái việc mà có thở oxy, tính oxy mà bằng qua râu, bằng qua mask hoặc túi, thì tính bằng lưu lượng là lít phút. Thì như vậy là chia cái bảng điểm này để chúng tôi có thể sàng lọc nhanh cái cấp độ ban đầu. Sau đó thì lưu ý tới việc là dùng oxy liệu pháp, đặc biệt là cho những phụ nữ có thai, nếu SpO2 đo bình thường đã có dưới 95% là mình phải cẩn thận, còn dưới 92% thì bắt đầu không báo động. Đối với 92% thì chúng tôi sử dụng HFMC. Đây là một cái vũ khí rất là hữu hiệu trong cái giai đoạn mà xuất hiện COVID. Thì HFMC coi như một giai đoạn trung chuyển giữa cái câu chuyện là thở oxy bằng cái các cái phương tiện mà thụ động sang một cách chủ động để đưa một cái luồng oxy cho dòng cao và tạo ra cũng một cái pip khoảng 3-4 cm nước để có thể chủ động giúp hỗ trợ cho quá trình hô hấp. Thì lúc này thì nên là có một cái phác đồ để theo dõi, thì chúng tôi áp dụng cái quy tắc theo phác đồ trên bảng với cái chỉ số để theo dõi đánh giá là chỉ số ROX dựa trên cái SpO2 chia cho tần số thở nhân cho SpO2. Thì cái chỉ số ROX này được đánh giá mỗi 2 giờ, mỗi 6 giờ, mỗi 12 giờ để có thể xem xét diễn tiến của bệnh nhân đến mức là có thể phải can thiệp bằng các phương pháp xâm lấn hay không. Và nếu để cho bệnh nhân quá kiệt
về cái công hô hấp, thì lúc đó việc mà ngay cả đặt nội khí quản cũng không còn đem lại kết lợi và không có hỗ trợ giúp cho bệnh nhân vượt qua được cái nguy cơ tử vong. Vấn đề sử dụng corticoid trên thai phụ thì chúng ta biết là với cái phác đồ của Bộ Y tế thì việc sử dụng corticoid cho thai phụ, nhất là cho những trường hợp thai còn non tháng có khả năng nuôi được từ 24 đến 34 tuần thì bắt đầu bằng cách là có thuận lợi, bởi vì là sử dụng dexamethasone trong phác đồ sử dụng viên uống, mình sử dụng chích với liều là 12 mg, xin lỗi, với liều là 6 mg, tiêm mỗi 12 giờ 4 liều. Nhưng mà lưu ý rằng là nếu sau đó cái việc cần thiết còn phải sử dụng corticoid để hỗ trợ cho cái quá trình điều trị, và đặc biệt là cần cái loại corticoid có áp lực mạnh ở cái vùng phổi của bệnh nhân, thì lúc này cái ưu tiên chọn lựa là metronidazole uống hoặc truyền tĩnh mạch. Đó. Thì điều này cũng được sàng lọc qua y văn của thế giới và có một cái các cái cuộc hội thảo để có sự đồng thuận giữa các cái trung tâm hồi sức cấp cứu, ví dụ như của Đại học Y Dược và của hai bệnh viện chuyên khoa sản lớn tại Thành phố Hồ Chí Minh là Bệnh viện Từ Dũ và Bệnh viện Hùng Vương. Chúng tôi có cái phác đồ liên quan tới việc dùng corticoid trên thai phụ nhiễm COVID-19. Chúng ta cũng lưu ý đến việc là thay đổi tư thế nằm trong hỗ trợ chức năng hô hấp. Với cái tư thế mà nằm ngửa thì cái vùng phổi mà có cái diện tích lớn thì ở phía lưng, cho nên rằng là sẽ bị ảnh hưởng, và chỉ thay đổi tư thế thì làm cải thiện rất nhiều cho cái hiệu quả của việc mà thông khí ở bệnh nhân, cả là lúc chưa cần phải có các cái hỗ trợ xâm lấn. Thì tư thế bệnh nhân lúc còn tỉnh thì mình có thể cho bệnh nhân nằm xoay chuyển mỗi 15-20 phút lần, nằm nghiêng trái, nghiêng phải, rồi nằm ngửa, rồi ngồi ở tư thế Fowler, thì cũng có thể giúp ích cải thiện cái việc mà hô hấp cho bệnh nhân trong cái giai đoạn mà chưa cần phải can thiệp xâm lấn. Và cái việc mà xoay trở bệnh nhân này sẽ gia tăng cái mức độ khó lên, nhất là khi mà chúng ta đang phải đặt máy thở, thì lúc đó một số ít trường hợp là có cái chỉ định khi nằm ngửa là phải dùng ECMO rồi, nhưng mà xoay đổi tư thế nằm sấp thì cải thiện được cái hiệu quả điều trị, và như vậy rằng là giảm đi cái nhu cầu để sử dụng các cái phương tiện cao cấp hơn mà vốn dĩ là chúng ta không có đủ. Thì chúng tôi cũng thấy và Bệnh viện Hùng Vương thì đã phải làm một cái hệ thống để kết hợp với lại các chuyên gia của ICU hàng ngày hội chẩn và vừa học tập vừa là điều chỉnh các cái vấn đề liên quan tới chỉ định để sử dụng trong các cái máy thở. Thì qua các nghiên cứu của hội sức cấp cứu thì thấy rằng cái tỷ lệ đặt nội khí quản sẽ thấp hơn ở cái nhóm sử dụng FNC và sử dụng là có hỗ trợ máy thở nhưng mà không xâm lấn NIV so với nhóm thở qua mask. Tuy nhiên là nếu mà sử dụng NIV thì cái nguy cơ tử vong sẽ tăng cao hơn, tăng cao nhất. Vì vậy mà sau khi thở bằng các cái phương pháp là túi thở và túi hoặc mask, sau đó sử dụng SNC và nếu có chỉ định thì nên đặt nội khí quản. Vấn đề sử dụng thuốc chống đông trong cái điều trị COVID ở thai kỳ, cái việc kháng đông thì được đề xuất ngay từ giai đoạn đầu của đại dịch và nó có tỏ ra hiệu quả cho cái cộng đồng chung. Tuy nhiên dùng kháng đông thì cũng phải cẩn thận vì nó có thể làm gia tăng nguy cơ chảy máu, đặc biệt là đối với thai kỳ. Vốn dĩ ở tại Việt Nam và trên thế giới thì cái nguyên nhân tử vong do bong huyết sâu xanh thì vẫn còn chiếm hàng đầu. Các bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 tăng nguy cơ huyết thối tĩnh mạch, đặc biệt là các mạch máu nhỏ, thì có thể làm cản trở sự thông khí. Tuy nhiên từ ba cái nghiên cứu Rebat, CAP, ETS và AT4 cho thấy nguy cơ xuất huyết thì tồn tại ở những bệnh nhân nặng. Và vì vậy các trường hợp mà đã nặng và nguy kịch thì việc mà dùng kháng đông thì cho thấy rằng chưa đem lại cái lợi ích hơn là không dùng. Và kết quả thì ghi nhận là có khả quan ở cái nhóm mà trung bình
Và nhóm này là liên quan tới cái nghiên cứu tên là RAPID được thực hiện tại Canada và Brazil. Thì lưu ý, nếu bệnh nhân mà thai phụ và nhiễm COVID độ trung bình có D-dimer tăng cao thì việc dùng kháng đông là đem lại hiệu quả nhất định. Và kháng đông heparin trọng lượng phân tử thấp thì thấy rằng tỏ ra ưu thế hơn là dùng với lại các cái heparin không phân đoạn. Đối với thai phụ mà nhiễm COVID nặng thì khuyến cáo dùng kháng đông là liều dự phòng. Liều dự phòng trừ khi là có chấm chỉ định thì không dùng. Còn giống với những bệnh nhân mà không mang thai thì dự phòng thì không được khuyến cáo cho bệnh nhân đang mang thai nếu xuất viện, nếu điều trị ngoại trú. Như vậy thì cái việc dùng kháng đông hết sức là lưu ý. Và các thuốc kháng đông dùng cho cái nhóm mà không mang thai, ví dụ như rivaroxaban hiện nay đang khuyến cáo như phác đồ của Bộ Y tế thì không có dùng được trong thời kỳ mang thai. Riêng về thuốc kháng virus remdesivir tỏ ra hiệu quả trong cái quá trình mà điều trị đối với lại các bệnh nhân mang thai, đặc biệt là các bệnh nhân bắt đầu từ chuyển biến từ mức độ đang nằm ở mức độ trung bình và có nguy cơ chuyển sang mức độ nặng. Thì khi dùng chú ý cái chức năng gan thận và đặc biệt là chú ý tới việc rối loạn nhịp và các rối loạn nhịp chậm, vì các cái biến chứng nặng ghi nhận được báo cáo y văn trong giai đoạn điều trị liên quan tới cái việc là làm gia tăng cái nguy cơ có thể làm cho nhịp chậm nặng nề hơn và có một số trường hợp phải đặt máy tạo nhịp. Cái liều dùng thông thường là cái ống 100mg, liều dùng từ ngày 1 là 200mg và từ ngày 2 tới ngày 5 sau đó thì mỗi ngày 100mg. Trong trường hợp cần phải dùng dài hơn thì phải được đánh giá rất kỹ cả lợi ích lẫn cái nguy cơ để có thể tiếp tục sử dụng. Về vấn đề sau sinh thì người ta thấy chưa có bằng chứng về virus ở trong máu cuốn rốn, cho nên ủng hộ cái việc mà vẫn ủng hộ việc kẹp cắt dây rốn trễ để đem lại lợi ích cho thai nhi. Việc hỗ trợ cho con bú và hỗ trợ da kề da thì được khuyến khích với thai phụ mang khẩu trang. Ở tại Thành phố Hồ Chí Minh, hai mô hình sản phụ mà có triệu chứng nhẹ hoặc không triệu chứng COVID thì chăm sóc da kề da ngay. Còn những thai phụ nào mà có không có đủ điều kiện phải can thiệp ở các mức cao hơn thì các em bé thì sẽ được nhân viên y tế chăm sóc. Như tại bệnh viện Vương thì chúng tôi có hình tổ chức cái trung tâm để chăm sóc như vậy, tên là trung tâm Hub. Và thai phụ đi xuất viện nếu tình trạng lâm sàng tốt tiếp tục được hướng dẫn cách ly trong 14 ngày và không cần kiểm tra COVID lặp lại. Tình hình về lây nhiễm đối với nhân viên của bệnh viện thì tại bệnh viện Hùng Vương thì có khoảng là 1.700 nhân viên, thì trong cái thời gian đó là đã được chích ngừa rất sớm với cái số mà chích hai mũi là được tới 94%, 5% là chích một mũi và có 1% là không có chích do nhiều lý do khác nhau, có nhiều cái bệnh, có nhiều chống chỉ định cho nên là không chích. Thì như vậy rằng là số nhân viên bị nhiễm là chiếm tỷ lệ là tới 23%, cao hơn rất nhiều so với cộng đồng. Nhưng mà cái số mà đã đi làm lại là 94,9%, gần 95%. Và số đang điều trị thì gần 20%, có một trường hợp tử vong do là anh có bệnh nền, rồi nhân viên bảo vệ có bệnh nền rất là nặng, nhiều bệnh nền. Và như vậy rằng là sau đó rồi vào cái dạng nguy kịch và hồi sức không hiệu quả, suy đa cơ quan. Về cái đặc thù của cái khu điều trị mà nhiễm COVID thì ta thấy rằng là ở bệnh viện có hai cái khu, một cái khu như đã kể là khu K1 với cái có thể được cộng đồng biết đến qua cái bộ phim Ranh Giới do BTV tiến hành thực hiện, thì một cái khu nữa là bệnh viện dã chiến với khoảng độ hơn 100 nhân viên tham gia ở bệnh viện dã chiến. Thì tôi thấy rằng là cái đối tượng là điều dưỡng và nữ sinh là bị nhiễm cao nhất, bác sĩ là tỷ lệ nhiễm thấp so với lại các đối tượng khác. Và cái khoa mà bị nhiễm nhiều nhất đó là khoa xét nghiệm, cái đó là khoa xanh và cái đó là khu K1, tức là nơi mà gọi là tập trung cái nguồn bệnh là nhiều và bệnh nặng.
Thì như vậy, chúng tôi có thể tạm kết cái thai kỳ nhiễm COVID hiện nay vẫn chưa có phương cách điều trị hữu hiệu, và đặc biệt là khi tiến triển nặng hay nguy kịch, tỷ lệ tử vong ghi nhận với chúng tôi là 67%, và trên thế giới cũng ghi nhận là thay đổi mức cao nhất là có thể 85%. Dự phòng tốt nhất hiện nay vẫn là tiêm ngừa và thực hiện 5K. Cho dù là mình đã tiêm ngừa đủ 2 mũi rồi, thì cái nhiễm đột phá hiện nay cũng thấy là gia tăng, và thành phố Hồ Chí Minh cũng ghi nhận các trường hợp đã tiêm đủ 2 mũi rồi vẫn nhiễm, vẫn bị thể nặng và có tử vong, mặc dù tỷ lệ rất thấp. Để giảm tỷ lệ tử vong cần có sự chuẩn bị rất là nhiều từ nhân lực, vật lực, trang thiết bị và sự phối hợp vận hành của các cái tuyến trên và dưới, cần phải nhịp nhàng, có một cái cơ quan điều khiển để điều tiết cho thích hợp thì mới đạt được hiệu quả cao. Xin chân thành cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý vị và rất mong được sự đóng góp ý kiến cũng như thảo luận về vấn đề này thêm. Kính thưa chủ tọa đoàn, kính thưa tất cả các quý đồng nghiệp đang theo dõi hội nghị phụ sản miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 9. Trước tiên xin cho tôi có lời cảm ơn đến ban tổ chức hội nghị trong ngày hôm nay đã cho phép tôi hiện diện ở đây ngày hôm nay để có thể chia sẻ một vấn đề trong thực hành lâm sàng hàng ngày. Chúng ta thấy rằng nó không có mới nhưng mà nó luôn luôn có những vấn đề để chúng ta có thể phải tranh luận. Đó là cái đề tài vai trò miễn dịch chéo trong giai đoạn đầu của thai kỳ. Và chúng ta sẽ đi qua ba cái phần. Thứ nhất là tổng quan miễn dịch giai đoạn đầu thai kỳ. Thứ hai là những bất thường điều hòa miễn dịch. Và thứ ba là những ứng dụng thực tế trong lâm sàng hiện nay là như thế nào. Như vậy thì điều hòa miễn dịch trong giai đoạn đầu của thai kỳ là gì? Thai là một mảnh bán dị ghép nhưng nó không bị cơ thể mẹ đào thải. Đó là một điều tuyệt vời. Như vậy thì ngay khi thai nó hình thành lên trong cơ thể của người mẹ thì cơ thể mẹ vừa phải ức chế miễn dịch dung nạp thai, vừa phải cần có một cái miễn dịch tốt để phòng ngừa cho mình không mắc các bệnh lây nhiễm, điều đó có thể nguy hiểm cho mẹ và thai. Và cái khả năng thay đổi và thích nghi của hệ miễn dịch cơ thể mẹ, nó làm sao phải đáp ứng được theo từng giai đoạn phát triển của thai. Và như vậy thì cân bằng miễn dịch nó sẽ đi qua ba giai đoạn trong thai kỳ. Ở trong tam cá nguyệt 1 là giai đoạn làm tổ và có hình thành môi trường kháng viêm. Giai đoạn 2 là tam cá nguyệt của thai kỳ, thai tiếp tục phát triển với cái TH2 là lympho T hỗ trợ ưu thế. Và giai đoạn thứ 3 là giai đoạn chuyển dạ, TH lympho T hỗ trợ 1 ưu thế. Như vậy trong cái bài trình bày ngày hôm nay có lẽ chúng ta sẽ xoay quanh trong tam cá nguyệt 1 và trong tam cá nguyệt thứ 2. Trong giai đoạn làm tổ và hình thành nhau thai, chúng ta nhìn thấy ở trên cái hình ảnh này có 3 giai đoạn, có 3 thời kỳ tiếp cận, thời kỳ ghép và thời kỳ bám dính. Như vậy ngay khi một cái phôi nang bám vào nội mạc tử cung thì lúc đó nó sẽ xảy ra một cái phản viêm tại vị trí làm tổ, và phản viêm này làm xuất hiện các cytokine tại vị trí làm tổ liên quan với tế bào miễn dịch và nội mạc tử cung. Ví dụ chúng ta thấy có interleukin 6, interleukin 8, interleukin 15, một số cái yếu tố hoại tử bướu. Và ngoài ra thì khi mà có cái phản viêm nhiều như vậy thì bắt đầu các cái phân tử bám dính là được đẩy về cái vị trí mà nơi cái phôi nang đang tiếp cận vào, và cái lớp màng nhầy của nội mạc tử cung bị xóa bỏ. Và sự hiện diện của tế bào CD11, C cộng cũng như là tế bào tua làm tăng khả năng tiếp nhận của nội mạc tử cung thông qua điều hòa, tái cấu trúc mô và quá trình tân tạo mạch. Và tế bào tua có vai trò thúc đẩy khả năng dung nạp của phôi đối với kháng nguyên có trong cơ thể mẹ. Và như vậy thì chúng ta thấy sau tiếp cận ghép bám dính thì quá trình làm tổ và hình thành nhau thai đã thành công. Như vậy thì môi trường kháng viêm là gì? Sau khi làm tổ và hình thành, thai bắt đầu cuộc sống cộng sinh vào cơ thể mẹ. Và lympho TH2 hay là T helper 2 đó, lympho T hỗ trợ chiếm ưu thế hình thành nên môi trường kháng viêm để có thể duy trì được thai kỳ. Và trong tam cá nguyệt 1 ở tại màng trụng của tử cung đã chứa những cái tế bào miễn dịch của mẹ. 30%, 40% các cái mặt, cái khối lượng màng trụng là có. Ví dụ như chúng ta tìm thấy tế bào tiêu diệt tự nhiên NK, đại thực bào macrophage cũng như là lympho T và tế bào tua, và trong đó ưu thế thuộc về tế bào NK, natural killer cũng như là macrophage.
Và tế bào tiêu diệt tự nhiên ở tại màng ruộng này nó cũng khác với các tế bào ở trong máu ngoại vi về kiểu hình và chức năng, với đóng một vai trò quan trọng trong việc hình thành động mạch xoắn và lập tổ của thai. Và đại thực bào nó cũng đóng một vai trò quan trọng trong việc sản xuất ra các cytokine kháng viêm cho môi trường kháng viêm, và nó tham gia tân tạo mô khi các nguyên bào nuôi xâm nhập vào, và nhờ khả năng thực bào mà nó ăn và nó loại bỏ những nguyên bào nuôi chết, và do đó nó giảm kháng tạo kháng nguyên, kích thích cái việc mà mẹ có thể sản xuất ra các yếu tố miễn dịch chống lại thai. Ngoài ra thì chúng ta thấy còn có vai trò của tế bào T điều hòa, nó giúp cho ngăn chặn phản ứng miễn dịch chống kháng nguyên, ngăn đào thải thai. Đồng thời nó có thể hiện diện trên màng ruộng trong các thai kỳ khỏe mạnh và tồn tại tới sau sanh, kể cả thai kỳ sau nữa, đó chính là đáp ứng điều hòa nhớ. Và ngoài ra chúng ta còn có GH17 tồn tại trong tử cung, là một tế loại tế bào gây viêm tạo phản miễn dịch giúp mẹ chống nhiễm trùng. Và T điều hòa nó sẽ là tác nhân điều hòa chức năng T17, và tỷ lệ TH17 trên T điều hòa nó sẽ thay đổi ở những phụ nữ có sảy thai, có tiền sản giật hoặc là có sanh non, vân vân. Và đặc biệt, sự thay đổi tỷ lệ lympho T hỗ trợ TH1 trên TH2, đó là một yếu tố rất quan trọng để quyết định duy trì hay là duy trì thai kỳ hoặc là sẽ sảy thai. Thì sau khi làm tổ, TH2 xuất hiện rất nhiều tại màng ruộng và nó giúp dung nạp thai kỳ. Ngoài ra, tế bào tua nó cũng tăng chuyển đổi lympho T trinh nguyên thành ra TH2. Và lý thuyết về tăng TH2, giảm TH1 trong thai kỳ cũng đã được kiểm chứng bởi công trình nghiên cứu của Wegan trên chuột, và người ta nhận thấy rằng các yếu tố viêm, enteferon cũng như là yếu tố hoại tử bướu là các yếu tố gây sảy thai và bị ức chế sau khi chúng ta sử dụng TH1 cytokine inhibitor hoặc là interleukin 10. Và chúng ta thấy rằng là cái progesterone estradiol của prostaglandin nó cũng kích thích sản xuất và thúc đẩy hoạt động của T2 trong thai kỳ. Như trên cái hình ảnh này chúng ta thấy rằng là chúng ta có các cái con đường sản xuất ra TH1 là sản xuất ra yếu tố tiền viêm, và con đường TH2 là con đường sản xuất ra yếu tố các yếu tố kháng viêm. Như vậy trong thai kỳ nó có 3 loại nội tiết: estradiol, progesterone và HCG. Thì như vậy với cái 3 nhóm nội tiết này thì nó đều ức chế cái quá trình hình thành các cái yếu tố tiền viêm, và nó làm ủng hộ cho cái việc sản xuất ra những cái yếu tố kháng viêm. Như vậy chúng ta thấy rằng nội tiết thai kỳ làm tăng TH2 và giảm hoạt động của TH1. Và tương tự như vậy, progesterone nó cũng là một yếu tố có liên quan đặc biệt tới miễn dịch. Progesterone ức chế sản xuất cytokine và tăng sản xuất cytokine TH2, giảm sản xuất TH1, tăng sản xuất TH2, do đó cán cân TH2 ưu thế, và như vậy nó duy trì được thai kỳ. Và progesterone đặc biệt nó còn kích thích sản xuất PIVF là một yếu tố cảm ứng đáp ứng TH2, và nó điều hòa giảm hoạt động của các tế bào tiêu diệt tự nhiên, do đó nó có thể giúp cho chống sảy thai được. Và tác động tăng TH2 giảm hoạt động của TH1 cũng là một cái yếu tố mạnh của là progesterone. Và như vậy thì nồng độ progesterone trong thai kỳ đã được chứng minh rằng là nếu nó thiếu hụt chắc chắn sẽ gây làm tăng tỷ lệ sảy thai, giống như chúng ta thấy hai cái biểu đồ của hai tác giả trong hai cái nghiên cứu được công bố vào 2017 và 2018. Thì cái cột màu hồng chúng ta thấy thai kỳ bình thường có nồng độ progesterone rất là cao, nhưng mà khi thai kỳ mà có cái tình trạng sảy thai thì cái cột màu xanh ta thấy rằng là nồng độ progesterone thấp hơn một nửa hoặc là bằng 1/3. Như vậy nồng độ progesterone trong thai kỳ là yếu tố dự đoán kết cục của thai kỳ. Do đó việc bổ sung progesterone ở những phụ nữ có triệu chứng dọa sảy là một điều chúng ta cần xem xét để chỉ định. Và như vậy những tác động bất lợi trên hệ miễn dịch trong thai kỳ là có hay không? Những tác động bất lợi trên hệ miễn dịch thai kỳ nếu có sự thay đổi cân bằng lại chắc chắn là xảy ra, và điều đó nó là nguy cơ nhiễm trùng cho mẹ và thai. Và trên lâm sàng chúng ta thấy rằng có sảy thai, có dị tật bẩm sinh, có sinh non hoặc là thai chết trong tử cung, vân vân. Những bệnh lý miễn dịch của mẹ trong thai kỳ có cái sẽ nặng lên và có cái sẽ giảm nhẹ đi. Và hệ miễn dịch chuyển đổi ưu thế cho TH2 là miễn dịch tế bào tăng. Vì vậy những ảnh hưởng viêm do các bệnh lý tự miễn nó sẽ giảm đi. Nhưng mà những bệnh lý liên quan dịch thể nó sẽ bị nặng lên trong thai kỳ. Ví dụ chúng ta thấy có cái hội chứng mắc bệnh hệ thống, ví dụ như là bệnh lupus đỏ hệ thống là một cái bệnh tự miễn luôn nặng lên trong thai kỳ. Và năm 2020 ở tại Arab Saudi nó đã có một cái nghiên cứu được công bố, trong đó đánh giá cái nồng độ của các cytokine tiền viêm trong những phụ nữ có bị sảy thai liên tiếp. Thì người ta nhận thấy rằng là các nồng độ cytokine interleukin 8, 12, 18 cũng như là yếu tố hoại tử bướu cũng như là các interleukin nó sản xuất bởi TH1 nó cao hơn gấp 2, gấp 3 và cao rất đáng kể so với nhóm chứng. Quý vị có thể theo dõi chúng ta thấy cái cột đầu cái cột mà đóng khung màu đỏ. Trong khi những cái hoạt động của TH2 đã giảm đáng kể, và điều đó cho thấy rằng là những phụ nữ có tiền sử sảy thai liên tiếp có tăng hoạt động của TH1 và giảm cái lượng TH2. Như vậy thì trong áp dụng vào thực tế lâm sàng thì chúng ta đã có những gì?
Hiện nay thì dọa sảy thai là chúng ta biết rằng đây là một bệnh cảnh lâm sàng, có đau bụng hoặc là có ra huyết xảy ra trước tuần lễ thứ 20 của thai kỳ, với suất độ vào khoảng 30-40% trong thai kỳ. Và cứ mỗi 4 phụ nữ có thai thì sẽ có một người bị sảy thai. Và cái tình trạng sảy thai sớm sẽ tăng theo độ tuổi. Cái tuổi càng lớn thì cái tỷ lệ sảy thai càng cao. Ví dụ chúng ta thấy 40 tuổi là 40%, nhưng 45 tuổi thì cái tỷ lệ sảy thai được tăng gấp đôi lên tới 80%. Và những cái đối với lại là cái việc mà khi sảy thai như vậy chắc chắn sẽ có những cái ảnh hưởng tâm lý nặng nề cho phụ nữ. Trong một nghiên cứu vào năm 2020 được công bố của tác giả Faren, khi mà nghiên cứu về những phụ nữ bị sảy thai trong thai kỳ, thì ông nhận thấy rằng những sang chấn tâm lý không chỉ xảy ra tức thì cho người phụ nữ đó mà còn kéo tiếp một thời gian rất dài sau đó. Dù sau sảy thai một tháng có 24% phụ nữ bị lo âu ở mức độ trung bình và nặng, 11% là trầm cảm, và sau 9 tháng một thời gian khá dài sau sảy thai rồi vẫn còn nhiều phụ nữ rối loạn lo âu tới 17% và 6% tiếp tục bị trầm cảm nặng. Và ảnh hưởng sảy thai lên những thai kỳ tiếp sau cũng là một vấn đề đáng quan tâm, bởi vì chúng ta thấy rằng là những phụ nữ mà có một lần sảy thai, không có tiền căn sảy thai thì có khoảng là 11,6% sẽ có sảy thai. Một lần trong tiền sử có sảy thai thì tỷ lệ là tăng lên 19,8%, và hai lần sảy thai thì tăng lên tới 27,7%, và nếu trên 3 lần thì tỷ lệ này lên tới gần 42%. Như vậy thì những người có tiền sử sảy thai một lần thì sẽ có cơ hội bị sảy thai tăng gấp 1,5, hai lần là 2,2 và ba lần là 3,97. Như vậy thì sảy thai nhiều lần làm tăng nguy cơ sảy thai trong thai kỳ kế tiếp. Do đó, đây là một việc mà chúng ta cần lưu ý để có thể tối ưu hóa việc điều trị dọa sảy, giảm những nguy cơ sảy thai trong những lần mang thai kế tiếp. Và chắc chắn rằng nguy cơ sảy thai tăng theo số lần sảy thai trước đó. Đã có rất rất nhiều các cái nghiên cứu như quý vị theo dõi trên cái bảng phía bên tay trái và tay phải, thì chúng ta thấy rằng những phụ nữ mà có 5 lần, 6 lần sảy thai trở đi thì tỷ lệ sảy thai của những cái lần mang thai kế tiếp có thể tới 47% cũng như là gần tới 64%. Và như vậy tiền sử sảy thai là một yếu tố tiên lượng mạnh cho nguy cơ sảy thai trong tương lai. Còn cái việc mà những cái thay đổi hệ miễn dịch trong thai kỳ làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, thì khi chúng ta đối diện với cái đó thì chúng ta sẽ làm việc gì? Chắc chắn rằng đối với những phụ nữ có nguy cơ bị sảy thai, đã có tiền sử bị sảy thai cũng như là trước khi mang thai, thì hiện nay chúng ta có một cái khuyến cáo cho tất cả mọi phụ nữ là nên tiêm phòng trước khi mang thai một số các bệnh cơ bản, ví dụ sởi, quai bị, rubella, 1-3 tháng trước khi mang thai. Và những cái bệnh nhân mà có cúm, những cái vaccine khác ví dụ như là cúm hoặc viêm gan, thì hiện nay cũng rất được ACOG khuyến cáo, là Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ khuyến cáo. Và đặc biệt trong đại dịch COVID-19 này thì chắc quý vị cũng rất là am hiểu rồi đó, thì chúng ta có cái hướng dẫn quốc gia ban hành tạm thời để mà chích ngừa cho những phụ nữ đã có thai trên 13 tuần. Và có lẽ rằng là trong tương lai ngừa COVID có thể cũng sẽ được đưa vào chích dự phòng trước lúc mang thai, bởi vì là chúng ta biết rằng những bệnh nhân mắc COVID khi mang thai thì họ sẽ rất là nặng, và có một cái bằng chứng rõ ràng. Và thực tế tại Việt Nam trong những tháng qua ở khu vực thành phố Hồ Chí Minh có rất nhiều bệnh nhân nặng và rất nhiều bệnh nhân đã tử vong trong khi mang thai, khi nhiễm COVID, khi mắc bệnh COVID. Như vậy tầm soát và tiêm phòng trong giai đoạn đầu thai kỳ nó sẽ giúp cho cái việc mà chúng ta loại bỏ những nhiễm trùng có thể gây ảnh hưởng tới thai nhi khi chúng ta đã có thai. Và việc thiếu hụt progesterone là một trong những nguyên nhân lâm sàng là một trong những nguyên nhân mà nó làm tăng cái tỷ lệ sảy thai trên lâm sàng. Như vậy thì có cách nào đó để chúng ta phải làm cho cái tỷ lệ của TH1 và trên TH2 nó phải được giảm, thì lúc đó chúng ta mới ngăn ngừa được cái nguy cơ gây sảy thai. Và đó là chúng ta có một cái vũ khí có thể progesterone, nó giúp cho những phụ nữ có triệu chứng dọa sảy vượt qua được cái việc sảy và giữ lại được thai kỳ. Thì hiện nay trong những cái công bố vào năm 2017, 2018, 2019 và 2020 thì chúng ta có rất nhiều các dữ liệu lâm sàng về việc sử dụng progesterone trong điều trị dọa sảy thai. Ví dụ như chúng ta thấy rằng là chúng ta có những cái dữ liệu nghiên cứu của 9 nghiên cứu so sánh progesterone đặc âm đạo và progesterone uống diprogesterone. Thì trong năm 2017, những cái kết quả từ những cái nghiên cứu này đó thì cho thấy rằng là diprogesterone được uống làm giảm đáng kể tỷ lệ sảy thai so với giả dược, và progesterone đặc âm đạo không giảm đáng kể tỷ lệ sảy thai. Đó là cái nghiên cứu của Lee 2017, cũng như là cái tổng kết của Wahabi vào năm 2018 với dữ liệu nghiên cứu là 7 nghiên cứu, thì progesterone đặc âm đạo và diprogesterone khi so sánh thì người ta nhận thấy rằng là progesterone đường uống làm giảm đáng kể tỷ lệ sảy thai so với nghỉ ngơi, trong khi progesterone đặc âm đạo không giảm hoặc giảm không đáng kể tỷ lệ sảy thai. Và năm 2019, cái nghiên cứu của Quang công bố của Quang với 8 nghiên cứu thì chúng ta thấy rằng là diprogesterone giảm nguy cơ sảy thai so với progesterone tự nhiên.
Và cái nghiên cứu của Lee 2020 cũng công bố, thì người ta thấy rằng là trong cái dữ liệu 10 nghiên cứu so sánh progesterone đặc âm đạo, progesterone vi hạt uống và diet progesterone, thì có những cái kết quả chính được ghi nhận là progesterone đường uống cho tỷ lệ thai sống cao hơn, progesterone đặc âm đạo không cho thấy sự khác biệt. Và điều đó khẳng định lại diet progesterone làm giảm được 45% tỷ lệ sảy thai và tăng 16% tỷ lệ sinh sống. Có một cái nghiên cứu ở tại được công bố vào năm 2020 đánh giá về cái việc điều hòa miễn dịch của diet progesterone trong việc ngăn ngừa mất thai và ở những phụ nữ bị dọa sảy thai. Thì trong nghiên cứu này thì quý vị có thể theo dõi trên cái biểu đồ, trên cái bảng, thì chúng ta thấy rằng là cái việc mà những nhóm bệnh nhân có dọa sảy thai so với nhóm chứng, thì những nhóm bệnh nhân dọa sảy thai có tỷ lệ TH1 trên TH2 cao hơn rất là nhiều trước khi cho progesterone so với nhóm chứng. Và sau khi cho progesterone thì chúng ta thấy rằng là cái tỷ lệ này nó đã giảm rất là ngoạn mục. Sau khi cho progesterone từ 7.5 nó chỉ còn có 1.6, cái tỷ lệ này đã hạ thấp một cách đáng kể. Và tương tự như vậy, cái nồng độ của progesterone trong huyết thanh thì người ta thấy rằng là trước khi cho progesterone bổ sung thì như vậy cái nồng độ này chỉ có 28.9 trung bình thôi, nhưng mà sau khi bổ sung xong thì cái nồng độ này tăng lên gần 46% trung bình nồng độ của progesterone ở trong máu. Và cái kết cục cuối cùng là đối với những cái nhóm bệnh nhân được bổ sung progesterone thì đạt tới 93,8% là giữ thai được ở những bệnh nhân dọa sảy thai, và có 6,3% là bị sảy thai. Như vậy, một lần nữa khẳng định rằng diet progesterone từ cái nghiên cứu của Ibrahim và cộng sự năm 2020 đã làm tăng tỷ lệ thai sống thông qua việc điều hòa cytokine, giảm thấp tỷ lệ TH1 trên TH2 và tăng nồng độ progesterone trong máu. Tương tự như vậy thì có một số các cái nghiên cứu khác cũng liên quan tới progesterone dạng uống là diet progesterone, thì ở những phụ nữ có tình trạng dọa sảy thai, người ta sử dụng cái diet progesterone với liều 20mg duy trì cho đến ngay khi hết răng huyết trong nghiên cứu của Oma, hoặc là một tuần sau khi hết răng huyết trong nghiên cứu của MCBET, và đến 16 tuần trong nghiên cứu của tác giả Pangia, và có cái liều tấn công 40mg để mà duy trì đối với lại cái nghiên cứu của Oma và Pangia. Thì người ta nhận thấy rằng là trong nghiên cứu của Pangia, người ta làm giảm được tới gần 16% các phụ nữ bị dọa sảy thai luôn. Và trong cái nghiên cứu của NGBET thì giảm được 7,5%, và trong nghiên cứu của OMA là giảm được tới 9,7%. Thì điều đó qua các cái nghiên cứu này, chúng ta thấy rằng là những phụ nữ có tình trạng dọa sảy thai nếu được bổ sung progesterone, được điều trị đến 16 tuần với progesterone uống cho kết quả tối ưu nhất. Và một số nghiên cứu bổ sung progesterone như là trong nghiên cứu của Pangia 2009 cũng đã ghi nhận ở những phụ nữ cả hai nhóm không có sự khác biệt về các biến chứng, ví dụ nhau tiền đạo, băng huyết, sinh non, tăng huyết áp thai kỳ, hoặc là trẻ nhẹ cân, trẻ sơ sinh nhẹ cân vân vân, hoặc là và cũng không có những cái trẻ sinh ra bị dị tật bẩm sinh và không có những cái tình huống là thai chết trong tử cung. Điều đó khẳng định lại một lần nữa progesterone dạng uống, diet progesterone không làm tăng tai biến sản khoa khi sử dụng đến 16 tuần, và diet progesterone an toàn với thai nhi khi sử dụng đến 16 tuần. Trong hướng dẫn lâm sàng của Úc và New Zealand 2018 thì người ta cũng đưa cái hướng dẫn điều trị dọa sảy thai về và nêu rõ rằng việc bổ sung progesterone đến tam cá nguyệt thứ hai ở những phụ nữ được chẩn đoán lâm sàng có dọa sảy thai có thể làm giảm nguy cơ sảy thai tự nhiên và nên được cân nhắc lựa chọn trong điều trị. Và nếu chúng ta sử dụng dài ngày như vậy thì liệu rằng progesterone uống có độ an toàn hay không? Những dữ liệu lâm sàng hỗ trợ cho hồ sơ lợi ích và nguy cơ có thể chấp nhận được của diet progesterone là một progesterone uống đã được thiết lập tốt ở các chỉ định được phê duyệt. Và những cái người phụ nữ đã được sử dụng ước tính tích lũy, tiếp xúc tích lũy cho tất cả các chỉ định từ 1960 đến tháng 3 2017 là trên 113 triệu phụ nữ và trên 20 triệu thai nhi đã tiếp xúc với diet progesterone. Thì một cái nghiên cứu đánh giá thai nhi lúc sinh đã báo cáo cho nhà sản xuất từ năm 1977 cho tới 2005 ghi nhận không có bất kỳ bằng chứng nào về sự liên quan giữa dị tật bẩm sinh và sử dụng diet progesterone. Như vậy, qua rất nhiều nghiên cứu, một lần nữa progesterone dạng uống được khẳng định là không có thai chết lưu bất thường bẩm sinh, không có bất thường hoặc tác dụng phụ nào được ghi nhận, không ảnh hưởng giới tính thai nhi và không có dị tật bẩm sinh thai nhi thông qua các nghiên cứu với diet progesterone trong điều trị dọa sảy thai. Để kết luận lại cho phần trình bày của tôi thì tôi xin có một vài ý tóm tắt như sau. Một thai kỳ thành công nó phụ thuộc vào sự thay đổi và thích nghi miễn dịch cơ thể mẹ đáp ứng với mỗi giai đoạn phát triển của thai. Sau khi làm tổ thì TH2 chiếm ưu thế để tạo ra được một môi trường kháng viêm cần thiết dung nạp thai, và sự thay đổi miễn dịch thai kỳ trong thai kỳ nó làm tăng nguy cơ nhiễm trùng, do đó cần phải tầm soát các bệnh nhiễm trùng trong giai đầu thai kỳ và chủ động tiêm phòng khi có kế hoạch mang thai. Và cái việc mà tăng tỷ lệ TH1 trên TH2 sẽ có nguy cơ dẫn tới sảy thai, và vì vậy phải xem xét
và bổ sung progesterone ở những phụ nữ dọa sảy thai nhằm giúp cho cái tỷ lệ TH1 trên TH2 phải giảm, ưu thế về TH2 và TH2 tăng lên. Và những cái khuyến cáo từ những cái nghiên cứu gần đây cho thấy việc sử dụng progesterone kéo dài dạng uống, ví dụ như đai progesterone đến tuần thứ 16 ở phụ nữ có dọa sảy thai là cho kết quả tối ưu. Phần trình bày của tôi tới đây là hết. Xin cảm ơn quý vị đã lắng nghe. Và nhân dịp này, tôi cũng biết rằng là trong đại dịch COVID chúng ta đang đương đầu với rất nhiều khó khăn. Và như vậy thì tôi cũng cầu mong rằng tất cả, và cũng kính chúc cho tất cả các thầy cô cũng như là tất cả quý đồng nghiệp, chúng ta có một cái sức khỏe tốt và bình an vượt qua đại dịch này để chăm sóc cho chính bản thân chúng ta, cho gia đình và cho tất cả các bệnh nhân của chúng ta. Xin cảm ơn một lần nữa. Rất là cảm ơn bài báo cáo rất là thú vị của bác sĩ chị Mỹ Nhi về cái chuyện miễn dịch liên quan tới cái thai kỳ, đặc biệt là liên quan tới các cái vấn đề của dọa sảy thai mà vốn dĩ thì nó vẫn diễn ra hàng ngày. Thì như vậy rằng là chúng ta sẽ tiếp nối với lại một cái chủ đề rất là thú vị. Chủ đề này thì nó liên quan tới cái tỷ lệ gọi là ở một số nơi là băng huyết sau sinh nặng, mất máu khối lượng lớn, rồi tỷ lệ cắt tử cung và đương nhiên là liên quan tới tử vong mẹ. Đó là vấn đề về chẩn đoán và xử trí nhau cài răng lược. Và bài trình bày này sẽ được trình bày bởi một chuyên gia, đó là tiến sĩ Phạm Chí Công. Hiện nay ông đang là phó giám đốc của Bệnh viện Phụ sản Nhi Đà Nẵng và là phó trưởng bộ môn phụ sản khoa y dược của Đại học Đà Nẵng. Với gần 40 cái công trình đã được đăng tải trên các cái tạp chí uy tín trong và ngoài nước. Và bây giờ chúng ta cũng cùng với nhau để nghe tiến sĩ Chí Công chia sẻ cái kinh nghiệm của mình về vấn đề này. Xin mời ạ. Thưa chủ tọa đoàn, quý thầy cô, thưa quý anh chị đồng nghiệp, sau đây tôi xin trình bày bài chẩn đoán và điều trị nhau cài răng lược, cách tiếp cận dựa trên bằng chứng. Đại cương, thì nhau cài răng lược được quy tá lần đầu tiên là 1937 bởi Vinh và Tích. Tuy nhiên, cho đến nay, tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng rất khác nhau giữa các nghiên cứu. Ngoài ra, các nghiên cứu cũng thiếu đánh giá chi tiết về các điểm khoa học. Vì vậy, việc xác định tỷ lệ và các dữ liệu dịch tễ học thiếu chính xác và việc đưa ra phác đồ chuẩn trong điều trị gặp nhiều khó khăn. Chính vì thế, năm 2018, FIGO đã đưa ra bản phân loại các thể nhau cài răng lược, trong đó thuật ngữ nhau cài răng lược được thay thế cho các thuật ngữ khác như nhau bấm chặt, nhau xâm lấn bất thường. Tỷ lệ nhau cài răng lược đang gia tăng trên toàn thế giới, chủ yếu là do tăng cái tỷ lệ mổ thai và khó xác định chính xác tỷ lệ nhau cài răng lược trên toàn cầu do chưa có các cái dữ liệu chính xác từ các nước đang phát triển cũng như là tiêu chuẩn chẩn đoán khác nhau giữa các nghiên cứu và tỷ lệ nhau cài răng lược thay đổi theo vùng, theo quốc gia. Tại Mỹ thì tỷ lệ nhau cài răng lược tăng ở mức báo động, tăng từ 10 đến 15 lần trong 3 đến 4 thập niên qua. Nhau cài răng lược làm tăng bệnh súc và tử súc cho mẹ và con. Hiện nay cái tỷ lệ tử vong giảm nhờ vai trò của chẩn đoán trước sinh cũng như là việc điều trị tại trung tâm chuyên sâu với đa chuyên khoa. Điều trị cổ điển là mổ lấy thai kết hợp với cắt tử cung. Tuy nhiên hiện nay do nhu cầu bảo tồn khả năng sinh sản cũng như tỷ lệ nhau cài răng lược tăng ở các phụ nữ trẻ, cho nên nhiều cái phương pháp điều trị bảo tồn đã được phát triển. Và có một điều đáng chú ý là có rất ít các thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có dấu chứng so sánh hiệu quả giữa các phương pháp điều trị. Yếu tố nguy cơ thì nhau tiền đạo và với bộ cũ là hai yếu tố nguy cơ quan trọng của nhau cài răng lược. Trong phân tích gộp của Miso và Cộng sự năm 2019 cho thấy nguy cơ nhau cài răng lược ở phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai cao gấp 3 lần so với phụ nữ không có tiền sử mổ lấy thai, và nguy cơ nhau cài răng lược ở phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai 3 lần cao gấp 2 lần so với phụ nữ có tiền sử mổ lấy thai 2 lần. Và hướng dẫn của các hiệp hội quốc tế đưa ra các khuyến cáo về yếu tố nguy cơ như sau. Theo hướng dẫn của Hiệp hội Sâu khoa Hoa Kỳ năm 2018 thì, và cũng như Hiệp hội Sâu khoa Hoàng gia Anh
và Liên đoàn Sản phụ khoa quốc tế thì đều xác định vết mổ cũ và nhau tiền đạo là hai yếu tố nguy cơ của nhau cài răng lược với mức độ khuyến cáo rất là mạnh và chất lượng chứng cứ cao. Về người chẩn đoán thì có một số vấn đề khó khăn. Thứ nhất là trong 20 trường hợp báo cáo đầu tiên của kiệt viên của Hepatic thì không có trường hợp nào là thể xâm lấn. Tuy nhiên hiện nay vẫn có nhiều tác giả vẫn sử dụng cái tiêu chuẩn lâm sàng của hai tác giả này để chẩn đoán mà thường không có chẩn đoán xác định của mô hình học. Một cái phân tích gộp của Jonas và cộng sự năm 2016 cho thấy chỉ có 34/1078 trường hợp nhau cài răng lược được chẩn đoán bằng siêu âm trước sinh, cung cấp chi tiết sự tương quan giữa các dấu hiệu siêu âm và mức độ xâm lấn của cả nhau. Ngoài ra, khó xác định được chẩn đoán mô hình học trong các trường hợp điều trị bảo tồn. Vì vậy, việc kết hợp giữa các nhà giải phẫu bệnh và phẫu thuật viên là rất quan trọng trong việc đưa ra chẩn đoán chính xác mô hình học của nhau cài răng lược. Các tiêu chuẩn chẩn đoán lâm sàng và bệnh học áp dụng hiện nay không có sự thay đổi đáng kể từ năm 2007 cho đến nay. Chính vì thế, năm 2018, Liên đoàn Sản phụ quốc tế đã đưa ra một phân loại chung về nhau cài răng lược. Theo đó, sẽ có 3 độ nhau quấn chặt bất thường hoặc là thể Acrita, nhau xâm lấn bất thường hoặc là nhau cài răng lược thể Increta, và thứ ba là nhau cài răng lược thể Bacrita. Trong nhau cài răng lược thể Bacrita thì Figo chia ra 3 độ, 3A là xâm lấn giới hạn tới lớp thanh mạc, 3B là xâm lấn tới bộ quan, và 3C là xâm lấn đến các vô cơ quan khác ở vùng trậu. Trong phân loại này thì Figo đưa ra các tiêu chuẩn rõ ràng về mặt lâm sàng, về mặt mô hình học, giúp cho việc thống nhất chuẩn hóa các tiêu chuẩn chẩn đoán giữa các nghiên cứu trên toàn cầu. Về vai trò của chẩn đoán nhau cài răng lược trước sinh, hiện nay vai trò của nhau cài răng lược trước sinh ngày càng được chú ý đặc biệt, và trong thực tế qua một phân tích gộp của Miso ở năm 2019 cho thấy việc chẩn đoán nhau cài răng lược trước sinh, giá trị của siêu âm chẩn đoán nhau cài răng lược trước sinh đã giúp giảm cái tần suất bệnh suất và tử suất của mẹ và con, đặc biệt là các cái bệnh suất của mẹ liên quan đến vấn đề xuất huyết. Tuy nhiên cũng tương tự như các đặc điểm lâm sàng thì các cái thuật ngữ chẩn đoán trong siêu âm nhau cài răng lược và các thiết kế nghiên cứu giữa các nghiên cứu về nhau cài răng lược vẫn chưa thống nhất. Chính vì vậy năm 2016 cái nhóm chuyên gia quốc tế về nhau cài răng lược đã đưa ra các đồng thuận về các cái thuật ngữ siêu âm trong chẩn đoán nhau cài răng lược bao gồm 5 đặc điểm. Thì việc kết hợp của các đặc điểm này sẽ làm tăng cái khả năng phát hiện nhau cài răng lược, đặc biệt là trong trong thể và Creta. Trong một cái nghiên cứu, trong một phân tích tổng hợp của Jonios và cộng sự năm 2017 cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của siêu âm trước sinh trong chẩn đoán nhau cài răng lược lần lượt là 88% và 90%. Đối với vai trò của cộng hưởng từ, hiện nay cộng hưởng từ được sử dụng ngày càng nhiều trong chẩn đoán nhau cài răng lược nhằm đánh giá mức độ xâm lấn. Tương tự như siêu âm thì các cái thuật ngữ chẩn đoán trong của cộng hưởng từ trong nhau cài răng lược vẫn chưa thống nhất giữa các nghiên cứu. Chính vì thế năm 2019, hội chẩn đoán hình ảnh điều dục châu Âu và hội chẩn đoán hình ảnh bụng đã đạt được sự đồng thuận về các cái thuật ngữ trong chẩn đoán nhau cài răng lược và đã đưa ra 7 cái dấu hiệu như đã trình bày trên slide trong chẩn đoán nhau cài răng lược. Và trong một cái phân tích gộp của Familiari và cộng sự năm 2018 cho thấy độ nhạy và độ đặc hiệu của cộng hưởng từ trong chẩn đoán nhau cài răng lược thể Acrita lần lượt là 94.4% và 98.8%, trong thể Bacrita là 86.5% và 96.8%. Trong đó cái dấu hiệu những giải tố trong bánh nhau trên T2 là đặc hiệu chất trong phát hiện nhau cài răng lược. Đối với các hướng dẫn của Hiệp hội quốc tế đã đưa ra những cái khuyến cáo trong chẩn đoán nhau cài răng lược trước sinh thì Hiệp hội Sản phụ khoa Hoa Kỳ, Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh, Hiệp hội Sản phụ khoa Canada
cũng như Liên đoàn Sản phẩm khoa quốc tế đều thống nhất rằng chẩn đoán giống cả năng lượng trước sinh có vai trò quan trọng trong việc đưa ra kế hoạch điều trị. Siêu âm là phương tiện đầu tiên để chẩn đoán giống cả năng lượng. Cộng hưởng từ không phải là phương pháp đầu tiên được lựa chọn khi đánh giá ban đầu ở các phụ nữ có nguy cơ giống cả năng lượng. Về mức độ khuyến cáo thì theo hướng dẫn của FIGO, siêu âm có chi phí thấp và được sử dụng rộng rãi, vì vậy nên chọn phương pháp này đầu tiên trong chẩn đoán giống cả năng lượng. Nên mô tả các đặc điểm siêu âm giống cả năng lượng theo phác đồ chuẩn, khuyến cáo mạnh và chất lượng chứng cứ cao. Theo Hiệp hội Sản phẩm khoa Hoàng gia Anh thì nếu không có các dấu hiệu nghi ngờ giống cả năng lượng trên siêu âm thì cũng không được loại trừ chẩn đoán, và các yếu tố nguy cơ trên lâm sàng vẫn có vai trò tương đối quan trọng như các dấu hiệu siêu âm. Khuyến cáo này cũng mạnh và chất lượng chứng cứ cao. Đối với hướng dẫn của Hiệp hội Sản phẩm khoa Canada năm 2019, nếu siêu âm nghi ngờ giống cả năng lượng nên chuyển bệnh nhân đến các chuyên gia chẩn đoán và nên chuyển các phụ nữ có yếu tố nguy cơ lâm sàng của giống cả năng lượng và thai kỳ lần này có dấu hiệu nho tiền đạo trước khi siêu âm hình thái lúc 18-20 tuần đến các chuyên gia để chẩn đoán hay loại trừ giống cả năng lượng, mức độ khuyến cáo là 2A. Vấn đề điều trị giống cả năng lượng bao gồm điều trị triệt để hay bảo tồn. Không có một thử nghiệm lâm sàng ngẫu nhiên có dấu chứng cũng như các nghiên cứu tiền cứu được thiết kế tốt so sánh phương pháp phẫu thuật và phương pháp bảo tồn cho cùng một loại nhau cài năng lượng. Các chiến lược điều trị khác nhau và bằng chứng hỗ trợ đã được Hiệp hội Sản phẩm khoa Hoa Kỳ, Anh, Canada và Liên đoàn Sản phẩm quốc tế báo cáo gần đây. Các hiệp hội này đều khuyến cáo rằng các trường hợp nhau cài năng lượng nên điều trị tại các trung tâm chuyên khoa có đội ngũ đa chuyên khoa. Sự phối hợp trước phẫu thuật của đội ngũ đa chuyên khoa cũng phát lộ điều trị chủng sẽ giúp cho việc điều trị mang lại kết quả tốt nhất. Các vấn đề nên tư vấn trước phẫu thuật cho người nhà và thai phụ, đó là phương pháp phẫu thuật đã được lên kế hoạch cũng như sẽ thay đổi trong trường hợp cần thiết. Và kế hoạch mổ lấy thai cấp cứu cũng cần giải thích cho bệnh nhân, bao gồm cả phác đồ điều trị xuất huyết ở mẹ. Tuy nhiên, giữa các khuyến cáo này, những các hướng dẫn này cũng khác nhau về thời điểm chấm dứt thai kỳ. Theo Hiệp hội Sản phẩm khoa Hoa Kỳ thì thời điểm chấm dứt phù hợp là từ 34 tuần đến 35 tuần 7 ngày, mức độ khuyến cáo là khuyến cáo mạnh, chất lượng chứng cứ cao. Trong khi đó, khuyến cáo của hướng dẫn của Hiệp hội Sản phẩm khoa Canada thì thời điểm chấm dứt thai kỳ là 34 đến 36 tuần và có thể sớm hơn những trường hợp ra máu âm đạo hay có cơn go tử cung lặp lại, mức độ khuyến cáo là 2A. Đối với khuyến cáo hướng dẫn của Hiệp hội Sản phẩm khoa Hoàng gia Anh thì thời điểm chấm dứt thai kỳ là 35 đến 36 tuần 6 ngày. Tuy nhiên, mức độ chứng cứ thấp, tức là ở mức tầm ý kiến chuyên gia. Riêng FIGO thì không khuyến cáo một cách chính thức thời điểm thích hợp để mổ lấy thai, bởi vì thay FIGO ở các nước đang phát triển hoặc kém phát triển, đặc biệt là ở châu Phi, thì các chế phẩm của máu cũng như khả năng hồi sức sơ sinh rất hạn chế, cho nên việc chấm dứt thai kỳ càng gần thời điểm 37 tuần thì sẽ mang lại những cái kết cục thuận lợi hơn so với trẻ sơ sinh. Các phương pháp phẫu thuật thì phương pháp phẫu thuật triệt để và bảo tồn giống cài năng lượng đều có những ưu điểm và tồn tại. Việc lựa chọn phương pháp phẫu thuật và chẩn đoán trước sinh, triệu chứng lâm sàng, mức độ xâm lấn của gai nhau, nguồn lực, kỹ năng và hoàn cảnh cụ thể. Điều trị triệt để bao gồm cắt tử cung nguyên phát ngay sau lấy thai và cắt tử cung trì hoãn hay thứ phát vào thời điểm 3 đến 12 tuần sau mổ lấy thai. Theo Liên đoàn Sản phẩm khoa quốc tế thì cắt tử cung nguyên phát liên quan đến sự gia tăng 40 đến 50% các bệnh xuất trầm trọng của mẹ, đặc biệt là vấn đề xuất huyết. Một cái nghiên cứu của ZipWise và cộng sự năm 2020 cho thấy cái lượng huyết trung bình cũng như lượng hồng cầu khấu truyền lúc cắt tử cung thứ phát thấp hơn so với cắt tử cung nguyên phát, và tỷ lệ bệnh nhân truyền đơn trên 4 đơn vị hồng cầu phối ở nhóm tử cung nguyên phát cao hơn so với nhóm tử cung thứ phát. Vấn đề điều trị bổ đồn hiện nay, do có tỷ lệ nhau cài năng lượng ngày càng gia tăng cho nên khả năng điều trị bổ tồn càng được đặt ra và nhu cầu điều trị bổ tồn ngày càng gia tăng. Và các kỹ thuật bổ tồn cho cả nhau cài năng lượng bám chặt và xâm lấn đã được sử dụng ngày càng nhiều. Ví dụ như cắt cơ tử cung, khâu bổ tồn tử cung, X quang can thiệp. Tại Việt Nam thì Bệnh viện Hùng Vương và Bệnh viện Từ Dũ là những đơn vị triển khai
rất là mạnh các kỹ thuật bảo tồn trong điều trị giao cài răng lược. Và nhân đây cũng xin mời bác sĩ Mỹ Nhi và anh Trang chia sẻ những cái kinh nghiệm điều trị bảo tồn trong giao cài răng lược. Đối với các hướng dẫn của các hiệp hội sau một quốc tế, thì đối với vấn đề điều trị bảo tồn thì nhóm hướng dẫn của hiệp hội nhồi máu bất thường năm 2019 đã đưa ra những cái khuyến cáo với mức độ chứng cứ khá tin cậy, đó là điều trị bảo tồn liên quan đến số lượng máu bắt và lượng nhu cầu truyền máu ít hơn so với cắt tử cung, tỷ lệ thành công là 60-93% và còn lại là phải cắt tử cung do chảy máu hay nhiễm trùng, cần tư vấn về nguy cơ, trong đó 6% trường hợp mẹ có những biến chứng trầm trọng, tỷ lệ có thai ở thai kỳ tiếp theo sau điều trị bảo tồn là từ 86-89%, rất là cao. Tư vấn về nguy cơ bị giao cài răng lược ở lần mang thai kế tiếp sau điều trị bảo tồn giảm 2-29%. Khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ, Canada, Anh và Liên đoàn Sản phụ Quốc tế đều khuyến cáo là nên đặt cơ tử cung ở cao để tránh đánh nhau khi mổ lấy thai. Nếu không có dấu hiệu bong nhau tự nhiên thì không nên cố gắng bóc nhau bằng tay. Ở thời điểm mổ lấy thai lặp lại, nếu nghi ngờ giao cài răng lược dựa trên đặc điểm của tử cung và không phải bắt buộc mổ lấy thai ngay thì nên trì hoãn cho đến khi có sự tham gia của các chuyên gia phẫu thuật và có đủ các chế phẩm của máu. Chỉ nên xem xét điều trị bảo tồn ở những trường hợp được chọn lọc một cách cẩn thận sau khi tư vấn rõ ràng về nguy cơ, lợi ích và hiệu quả. Các kỹ thuật bảo tồn nên được thực hiện bởi các chuyên gia có kinh nghiệm. Không nên sử dụng liệu pháp hỗ trợ với thuốc sát trong các trường hợp điều trị bảo tồn bởi vì chưa xác định hiệu quả nhưng lại có tác dụng phụ đáng kể. Ngoài ra, tất cả các hướng dẫn này đều đồng ý rằng không đủ chứng cứ để khuyến cáo cho hay không cho thuốc gây cổ ốc tử cung sau khi lấy thai và không đủ chứng cứ để khuyến cáo sử dụng ít quan can thiệp một cách thường quy trong giao cài răng lược. Các vấn đề còn tranh cãi, thứ nhất là hầu hết các thông tin hiện nay về cả chẩn đoán và điều trị giao cài răng lược đều có nguồn gốc từ các nghiên cứu đoàn hệ hội cứu mà không có nhân chứng hoặc là từ các báo cáo lọt ra. Việc không có bằng chứng nguồn học một cách chi tiết và thiếu các bằng chứng về đặc điểm lâm sàng hoặc hình ảnh chuẩn trong giao cài răng lược lúc sinh đã làm hạn chế giá trị của các nghiên cứu. Điều này gây khó khăn trong việc tìm ra các chứng cứ chất lượng cao để hỗ trợ cho các khuyến cáo bệnh. Đối với các khuyến cáo mức độ mạnh trong hướng dẫn của các hiệp hội sản phụ khoa quốc tế cũng như liên đoàn sản phụ quốc tế liên quan đến vấn đề điều trị cũng không được hỗ trợ bởi các thử nghiệm ngẫu nhiên có nhân chứng được thiết kế tốt. Đặc biệt đối với liên đoàn sản phụ quốc tế và hiệp hội sản phụ khoa Canada khuyến cáo mạnh việc sử dụng tranexamic acid trong phẫu thuật giao cài răng lược nhưng không có các nghiên cứu đồng hệ trong y văn và chỉ có một thử nghiệm ngẫu nhiên có nhân chứng với số lượng mẫu nhỏ là 62 trường hợp trên bệnh nhân nhau tiền đạo chứ không phải giao cài răng lược. Vai trò của siêu âm trong tầm tầm soát và chẩn đoán giao cài răng lược sinh được nhấn mạnh trong cả bốn hướng dẫn. Tuy nhiên, hiệp hội sản phụ khoa Hoa Kỳ thì đặc điểm siêu âm của giao cài răng lược và việc báo cáo kết quả siêu âm theo mô thức đã được chuẩn hóa, chưa được sử dụng rộng rãi, chưa được sử dụng thường quy ở Hoa Kỳ cũng như là các nước trên thế giới. Tiêu chuẩn chẩn đoán giao cài răng lược và tuổi thai lúc chẩn đoán giao cài răng lược khác nhau đáng kể giữa các nghiên cứu. Vì vậy, cần có những phác đồ tầm soát cấp độ quốc tế cũng như quan điểm chuẩn về giao cài thấp, giao tiền đạo và giao cài răng lược. Kết luận nhận biết các yếu tố nguy cơ trên lâm sàng và siêu âm tiền sản của bác sĩ chuyên khoa sau về giao cài răng lược có vai trò quan trọng giúp đưa ra chiến lược điều trị phù hợp. Vẫn chưa có phác đồ chuẩn trong xử trí giao cài răng lược trên toàn cầu. Các chứng cứ hiện nay ủng hộ cho việc điều trị tại các trung tâm y tế chuyên sâu với đội ngũ đa chuyên khoa có kinh nghiệm. Các tư vấn phương pháp của lần điều trị chuẩn tại nhiều quốc gia. Hiện nay, nhiều kỹ thuật bảo tồn đã được phát triển, sử dụng rộng rãi và có hiệu quả. Tỷ lệ có thai ở các thế kỷ kế tiếp sau điều trị bảo tồn từ 86-89% là một trong những chứng cứ quan trọng để các thầy thuốc xem đây là một trong những chiến lược điều trị có hiệu quả. Và trình bày của tôi đến đây là hết. Xin cảm ơn sự lắng nghe của quý vị đại biểu. Xin trân trọng cảm ơn. Xin được cảm ơn bài trình bày của tiến sĩ bác sĩ Phạm Chí Công. Đây là một cái đề tài mà chúng ta sẽ có cái phần thảo luận, tôi tin tưởng rằng là nó rất là sôi nổi, bởi vì đây hiện nay là một cái thực trạng đáng khá là lo lắng, không chỉ riêng ở tất cả các bệnh viện chuyên khoa lớn mà hiện nay là ở tất cả các tuyến huyện cũng như là tuyến xã, chúng ta đều có thể va phải cái tình huống này. Như vậy thì để tiếp nối chương trình, chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành. Ông nguyên là chánh văn phòng trung tâm đào tạo chỉ đạo tuyến của Bệnh viện Phụ sản Trung ương
và hiện nay ông đang là nghiên cứu sinh tại Đại học Y khoa Hà Nội, tại Đại học Y Hà Nội, và ông đang nghiên cứu về rối loạn chức năng tình dục nữ và đã có rất là nhiều các cái công bố nghiên cứu liên quan đến chủ đề tình dục và thai kỳ tại Hội nghị Y học Tình dục Bắc Mỹ và một số các báo cáo đăng trên tạp chí ở Hoa Kỳ. Như vậy thì bài trình bày của ông ngày hôm nay là thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai và một số các yếu tố liên quan. Thì như vậy chúng tôi xin trân trọng kính mời thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành với bài trình bày của mình. Kính thưa ban tổ chức hội nghị, quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp, thay mặt nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương, bác sĩ Thành xin trình bày nghiên cứu thực trạng rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai. Tình dục là một phần thiết yếu của cuộc sống. Rối loạn chức năng tình dục có thể dẫn tới không thỏa mãn, chán nản, giảm sức khỏe tinh thần, làm giảm sự hài lòng trong hôn nhân và tan vỡ hạnh phúc gia đình. Rối loạn chức năng tình dục rất hay gặp ở nữ giới, đặc biệt trong giai đoạn mang thai. Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục ở phụ nữ mang thai chiếm tỷ lệ tương đối cao, 46% trong quý 1, 34% trong quý 2, 73% trong quý 3. Các rối loạn chức năng tình dục khi mang thai có thể kéo dài đến sau sinh và ảnh hưởng đến chất lượng cuộc sống và giảm sự hài lòng trong hôn nhân. Chu kỳ đáp ứng tình dục thường gồm 4 giai đoạn, bao gồm ham muốn, hưng phấn, cực khoái và thư giãn. Các hình thái rối loạn chức năng tình dục chính trong thai kỳ bao gồm giảm ham muốn, giảm hưng phấn, rối loạn cực khoái, đau khi quan hệ. Cơ thể người phụ nữ mang thai trải qua nhiều thay đổi to lớn từ đầu đến chân, trong đó những thay đổi bên ngoài như từ dạng da, thâm, sần vỏ cam, trứng cá, tác dụng nhiều, vú cương to, thâm hơn. Tử cung to lên, chèn ép vào hệ tiêu hóa, tiết niệu, gây đầy bụng, khó tiêu, táo bón, cũng như những khó chịu của đường tiết niệu, khó chịu ở bàng quang như tiểu không hết, nhiễm trùng tiết niệu. Trong thai kỳ, tử cung to lên, ngả trước, kèm với hệ cơ xương bị kéo giãn, nên cơ lưng luôn chịu áp lực lớn, đau lưng, đau dây chằng rất hay gặp. Thay đổi cơ quan sinh dục nữ, âm đạo cương, xung huyết gây cảm giác cương, tức nhưng cũng có thể làm tăng khoái cảm tình dục. Các cơ sàn chậu căng giãn dưới áp lực của thai kỳ. Do đó, các bài tập Kegel trước, trong và sau sinh để tăng cường cơ sàn chậu có vai trò quan trọng nhằm cải thiện chức năng của hệ thống cơ sàn chậu. Não bộ là cơ quan tình dục lớn nhất. Các hormone dao động trong thai kỳ ảnh hưởng sâu sắc lên chức năng của não bộ. Phụ nữ mang thai có thể cảm nhận được tăng nhu cầu tình dục trong thai kỳ. Tuy nhiên, những thay đổi của não bộ thường ít được để ý tới. Các bệnh lý trong thai kỳ cũng có thể ảnh hưởng lên chức năng tình dục của người phụ nữ mang thai. Các yếu tố sản khoa như sinh thường, sinh mổ, cắt khâu, tầng sinh môn, các tiền sử hiếm muộn, tiền sử sinh non, dọa sinh non, cũng như các bệnh lý trong thai kỳ như tiểu đường, tăng huyết áp, có thể ảnh hưởng lên tâm sinh lý của người phụ nữ mang thai. Phụ nữ mang thai dễ xúc động, khó kìm nén cảm xúc hay lo lắng quá mức. Lo lắng trong thai kỳ có thể làm xua tan ham muốn và nhu cầu tình dục. Quý 1, phụ nữ mang thai thường ốm nghén, mệt mỏi, bỡ ngỡ với các thay đổi của cơ thể, do đó thường giảm ham muốn tình dục trong quý 1. Quý 2, cơ thể bắt đầu làm quen, các cảm xúc ổn định hơn. Phụ nữ thường trở lại các hoạt động tình dục trong quý 2 của thai kỳ. Nhiều phụ nữ đạt được thai kỳ thăng hoa, có được cực khoái trong các hoạt động tình dục. Quý 3 của thai kỳ, cơ thể thường mệt mỏi hơn. Người phụ nữ có thể lo lắng, sợ hãi đối với việc phải sinh con, đối với việc phải làm mẹ. Hoạt động tình dục thường giảm đi. Nhiều bằng chứng chứng minh hoạt động tình dục là an toàn trong quá trình mang thai. Tuy nhiên, vẫn có những quan niệm chưa đúng, như quan hệ tình dục có thể gây sang chấn cho thai nhi, có thể gây đẻ non, gây sẩy thai. Lý do chính mà nhiều thai phụ tránh kiêng quan hệ tình dục trong quá trình mang thai là do e ngại quan hệ tình dục có thể ảnh hưởng xấu lên thai nhi. Rất nhiều bằng chứng chứng minh tình dục là an toàn trong quá trình mang thai. Mặt khác, nhiều nghiên cứu cũng chứng minh hoạt động tình dục có tác dụng an thai, có tác dụng hỗ trợ cuộc đẻ thuận lợi hơn. Quan hệ tình dục có nhiều tác dụng thể chất cũng như tinh thần đối với thai phụ, mà đối với cả bạn đời cũng vậy. Quan hệ tình dục được coi là công cụ giao tiếp, sẻ chia, giải quyết mâu thuẫn giữa hai vợ chồng.
Hiện tượng rối loạn chức năng tình dục tương đối phổ biến ở phụ nữ mang thai. Tuy nhiên, vẫn còn nhiều niềm tin sai lệch về hoạt động tình dục trong thai kỳ. Đặc biệt, trong văn hóa Á Đông, vấn đề tình dục vẫn được coi là điều thầm kín. Nhiều phụ nữ ngại ngùng, chưa dám chia sẻ với bác sĩ. Mặt khác, các bác sĩ sản phụ khoa vẫn có tâm lý e ngại, chưa có thói quen tư vấn tình dục, lồng ghép với cách chăm sóc tiền sản. Do đó, nhóm nghiên cứu tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương tiến hành nghiên cứu thực trạng rối loạn chức năng tình dục của phụ nữ mang thai, nhằm mô tả tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục của phụ nữ mang thai và phân tích một số yếu tố liên quan đến hoạt động tình dục trong thai kỳ. Chúng tôi tiến hành nghiên cứu mô tả cắt ngang tại Bệnh viện Phụ sản Trung ương từ tháng 9 đến tháng 10 năm 2020. Thai phụ được quý 1, quý 2 của thai kỳ không có các biến cố về thai sản được thu tuyển. Kết quả chính của nghiên cứu là thang đo chức năng tình dục của phụ nữ là FSCI. FSCI đo lường chức năng tình dục của phụ nữ trên 6 khía cạnh bao gồm ham muốn, hưng phấn, tiết nhờn, cực khoái, hài lòng và đau. FSCI được sử dụng rộng rãi trên thế giới, đã được dịch và validate trong các nghiên cứu về tình dục trước đây ở Việt Nam. FSCI là công cụ tin cậy, có độ đặc hiệu cao, đánh giá nhanh chóng và chính xác chức năng tình dục của người phụ nữ. Chúng tôi thu thập thêm một số thông tin liên quan đến thai sản, liên quan đến quan điểm của người phụ nữ về hoạt động tình dục trong thai kỳ. Số liệu được làm sạch và xử lý bằng phần mềm SPSS. Kết quả và bàn luận. Trong nghiên cứu chúng tôi thu tuyển 130 phụ nữ mang thai đến tham gia nghiên cứu, trong đó 70% là thai phụ dưới 30 tuổi, 90% là các thai phụ trong quý 1 của thai kỳ. Tỷ lệ con dạ và con so là tương đương nhau. Trình độ học vấn của thai phụ là chiếm trên 60% là thai phụ học hết cấp 3 trở lên và trên 90% là đã kết hôn, 10% là chưa lập gia đình. Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục tương đối cao, chiếm khoảng trên 50%, trong đó có trên 20% thai phụ không có giao hợp với chồng trong 4 tuần gần đây nhất. Rối loạn chức năng tình dục hay gặp nhất là giảm ham muốn và giảm hưng phấn, chiếm trên 80%. Tỷ lệ không giao hợp ở nhóm sản phụ dưới 30 tuổi cao gấp đôi nhóm trên 30 tuổi. Tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục ở nhóm dưới 30 tuổi cũng cao gấp 1,5 lần. Trong đó, những phụ nữ dưới 30 tuổi thì rất hay gặp đau trong giao hợp. Điều này có thể giải thích bởi kinh nghiệm và thái độ về đời sống tình dục của người phụ nữ dưới 30 tuổi có thể khác với những phụ nữ trên 30 tuổi. Điểm FSCI theo quý thì không có khác biệt có ý nghĩa thống kê giữa quý 1 và quý 2, có thể là do cơ mẫu quý 2 của chúng tôi còn ít. Đa số các thai phụ, trên 80% các thai phụ cho rằng hoạt động tình dục là quan trọng và có thể cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần của thai phụ. Tuy nhiên, khi chúng tôi khảo sát sâu hơn thì cũng có những thông tin mâu thuẫn trong niềm tin của sản phụ về hoạt động tình dục. Trong đó chỉ có 25% thai phụ cho rằng quan hệ tình dục là có lợi cho thai nhi, có tác dụng an thai. 45% thai phụ cho rằng quan hệ tình dục sẽ giúp cuộc chuyển dạ thuận lợi hơn. Mặt khác, có trên 50% thai phụ cho rằng những rối loạn tình dục giảm ham muốn trong hoạt động tình dục trong thai kỳ là bình thường, không cần phải xử trí. Kết quả phân tích hồi quy đa biến chúng tôi cho thấy tuổi mẹ là yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến rối loạn lên chức năng tình dục của người phụ nữ. Trong đó, những người phụ nữ mang thai trên 30 tuổi có nguy cơ rối loạn chức năng tình dục chỉ bằng 1/4 so với nhóm phụ nữ trẻ tuổi dưới 30 tuổi. Thái độ về đời sống tình dục của người phụ nữ mang thai ảnh hưởng sâu sắc đến chức năng tình dục của người phụ nữ. Những người phụ nữ có quan điểm tích cực về đời sống tình dục như cho rằng đời sống tình dục là quan trọng để cải thiện sức khỏe thể chất và tinh thần. Những người phụ nữ không chấp nhận rối loạn chức năng tình dục trong thai kỳ là bình thường thì có nguy cơ rối loạn chức năng tình dục chỉ bằng 1/3 đến 1/4 so với những phụ nữ không có quan điểm tích cực. Do đó, chúng tôi nhận thấy tuổi mẹ, nhận thức và thái độ của người phụ nữ về đời sống tình dục ảnh hưởng sâu sắc đến chức năng tình dục của người phụ nữ. Trong nghiên cứu này, chúng tôi nhận thấy tỷ lệ rối loạn chức năng tình dục của người phụ nữ mang thai là trên 51%, trong đó gần 20% phụ nữ không có hoạt động giao hợp trong 4 tuần trước phỏng vấn. Các quan điểm về tình dục của người phụ nữ mang thai có ảnh hưởng rất lớn đến tình trạng rối loạn chức năng tình dục của người phụ nữ mang thai. Nhóm nghiên cứu xin trân trọng cảm ơn sự chú ý lắng nghe của quý thầy cô và các bạn đồng nghiệp. Xin cảm ơn cái bài trình bày cũng rất là thú vị của bác sĩ Phan Chí Thành. Chúng ta cũng biết rằng là cái việc mà quan hệ tình dục
hiện nay ở tại châu Á và ngay cả ở Việt Nam thì là một vấn đề cũng vẫn còn là nhạy cảm, mặc dù nó là một cái thực thể là tồn tại, nhưng mà việc khảo sát, nghiên cứu để đánh giá nó thì cũng có còn nhiều cái gọi là e ngại. Thì đây là cũng là một cái chủ đề thú vị, bởi vì là sắp trong thời gian sắp tới thì đương nhiên ngoài những câu chuyện là điều trị những bệnh thông thường thì chúng ta cũng còn là chú ý tới cái việc gọi là chất lượng của cuộc sống, trong đó thì vấn đề mà liên quan tới tình dục học là một cái câu chuyện là sẽ được quan tâm ngày càng nhiều hơn. Thì tiếp nối sau đây thì chúng ta sẽ đến với một cái chủ đề về vấn đề là liên quan tới chẩn đoán trước sinh và cái di truyền trong y học. Thì bài báo cáo sắp tới là tiếp cận di truyền trong trường hợp bất thường hệ thần kinh trung ương ở thai, với cái báo cáo viên là bác sĩ Nguyễn Văn Thông, là trưởng khoa di truyền y học hiện nay ở tại Bệnh viện Hùng Vương. Bác sĩ Thông là có 20 năm kinh nghiệm trong vấn đề liên quan tới chẩn đoán trước sinh và di truyền, và là thành viên của ban chấp hành của các cái hội như là HOSTRAM, như là Hội Di truyền Y học Việt Nam. Và sau đây chúng ta sẽ cùng nghe cái bài báo cáo của bác sĩ Nguyễn Văn Thông. Dạ, xin mời ạ. Kính thưa các thầy cô và anh chị đồng nghiệp, hôm nay tôi rất là vinh dự được tham gia cùng chia sẻ các anh chị tại Hội nghị Phụ sản miền Trung Tây Nguyên mở rộng lần thứ 9. Bài trình bày của tôi hôm nay nói về những cái bất thường hệ kinh trung ương với cái góc nhìn về phía di truyền học cũng như là nhà tiền sản. Về nội dung của tôi hôm nay thì về nói về những cái siêu âm, khi nào chúng ta cho siêu âm chuyên sâu khi mà phát hiện ra một cái bất thường về hệ thần kinh trung ương, chúng ta làm sao chúng ta phát hiện ra đây là một bất thường đơn độc hay là bất thường kết hợp. Bên cạnh đó, chúng ta vẫn hiểu những cái xét nghiệm di truyền là như thế nào và chúng ta có chỉ định cho nó chính xác. Thứ ba nữa là chúng ta nhìn thấy được cái việc mà cái tiếp cận của di truyền ngày nay về reverse phenotyping là như thế nào. Và cuối cùng là cái việc mà hội chẩn sản nhi, cái vai trò cái việc hội chẩn sản nhi và hội chẩn đa chuyên khoa. Như chúng ta đã biết thì bất thường hệ kinh thần kinh trung ương là những bất thường bẩm sinh, một trong những bất thường bẩm sinh thường gặp với tỷ lệ là 1/100 đến 1.000. Đa số những bất thường ở hệ thần kinh trung ương ta thấy là thường là phát hiện rất là trễ, trong giai đoạn trễ của thai kỳ hoặc là phát hiện sau sinh. Thì ngày nay với vai trò của các nhà siêu âm cũng như là vai trò của các sự hỗ trợ của các máy siêu âm ngày càng tốt hơn, hiện đại hơn, chúng ta có thể phát hiện sớm những này và phát hiện nhiều hơn trước trước sinh thay vì phát hiện là sau sinh. Bên cạnh đó thì các xét nghiệm vi truyền ngày càng phát triển hơn với những cái kỹ thuật để có thể chẩn đoán được những cái CMV, những vi mất đoạn, vi lập đoạn, cũng như là các giải trình tự, giải trình tự thế hệ mới, có thể chẩn đoán được những cái whole exome sequencing, và chúng ta còn hiểu thêm nhiều những cái nguyên nhân những bất thường về di truyền. Và đây là những cái loại bất thường về di truyền, bất thường về hệ thần kinh trung ương gặp, bao gồm có bất thường thường gặp như là nang đóng lớp bịch mạc, ví dụ là dị tật võng thần kinh, những cái dạng ngón thất, những cái não ống thủy, những bất thường về đường giữa, những bất thường về sự phát triển của bộ não, những bất thường chú, những bất thường về hậu di trú và những bất thường sau. Vậy thì khi mà chúng ta phát hiện bất thường hệ kinh trung ương thì cái việc đầu tiên chúng ta đi cần tìm hiểu đó là đây là một loại bất thường đơn độc hay là bất thường có mang tính hội chứng của di truyền. Đây là ví dụ như là những bất thường về thể chai, về tiên lượng chậm phát triển về trí tuệ, khi mà chúng ta kết luận đây là một thường thể chai đơn độc thì tỷ lệ phát triển chậm phát triển trí tuệ chỉ chiếm khoảng 100%. Trong khi đó nếu mà bất thường thể chai kết hợp với một cái bất thường độc khác, ví dụ như bất thường về tim, ví dụ với bất thường sức môi trẻ vờm, thì nó sẽ tiên lượng xấu hơn so với lại khi mà chúng ta chỉ phát hiện về đơn độc thì thôi. Bên cạnh đó, những cái bất thường về dạng nó thất thì tiên lượng chẩn phát triển trí tuệ đối với những bí dạng nó thất nhẹ và dạng nó thất trung bình đơn độc chỉ là 100%. Và khi mà chúng ta phát hiện ra một trong những triệu chứng của bất thường hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là đầu nhỏ, ví dụ như là dạng nó thất, thì chúng ta cần phải tìm xem là những cái bất thường này nó kèm theo những bất thường khác
của hệ kinh trung ương hay không. Nó liệu nó đi theo hội chứng, những hội chứng mà chúng ta thường gặp hay không, ví dụ trisomy 21, ví dụ trisomy 18, ví dụ trisomy 13, hoặc là ví dụ với lại hội chứng thịt nơ. Và bên cạnh đó, ngoài cái bất thường hệ thần kinh, chúng ta còn phải đi tìm thêm những cái bất thường của cái hệ cơ quan khác, ví dụ như là ở đầu mặt cổ, ví dụ như là ở ngực, ở bụng và những cái bất thường khác. Do đó thì đây là những cái chỉ định mà siêu âm hệ thần kinh chuyên sâu. Khi nào? Khi chúng ta siêu âm tầm soát phát hiện ra những cái bất thường hệ thần kinh, nghi ngờ có những bất thường hệ thần kinh trung ương, ví dụ như là chúng ta thấy dạng nội thất nó hơi lớn hơn tí xíu, ví dụ khoảng chừng 10-11 mm, thì chúng ta nên chuyển sang nhờ các bác sĩ về siêu âm hệ thần kinh chuyên sâu. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta phát hiện ra đo NT nghi ngờ có bất thường hệ kinh trung ương, chúng ta cũng nên chuyển. Khi mà tiền căn gia đình có bất thường hệ kinh trung ương, khi mà tiền căn sinh con có bất thường hệ kinh trung ương, khi thai có bất thường tim, khi song thai có một nhau, khi mà nghi những trường hợp mà nghi nhiễm trùng bào thai, do đó khi mà có những cái bất thường hệ kinh trung ương thì cái câu chuyện đầu tiên chúng ta, thứ hai chúng ta nên đi tìm, đó là những cái bức tường về nhiễm trùng bào thai có hay không. Chúng ta nên đi tìm xem là khi mà có những cái người mẹ có tiếp xúc những chất độc, ví dụ như là nghiện rượu, cũng ảnh hưởng đến sự phát triển của thần kinh trung ương, hoặc là khi mà chúng ta có những kết quả CNV, là những kết quả vi mất đoạn, vi lập đoạn, nhưng mà ở cái dạng mà chưa có ý nghĩa, thì đây là những cái chỉ định khi mà chúng ta chuyển sang siêu âm thần kinh chuyên sâu. Cái chuyện tiếp theo mà khi mà chúng ta đã siêu âm sàng lọc, siêu âm chuyên sâu rồi, thì thường chúng ta sẽ chuyển đến những trung tâm tiền sản. Tại trung tâm tiền sản, chúng ta sẽ ra soát lại một lần nữa xem là em bé nó có những cái hội chứng gì không, hoặc là tiền căn gia đình, hoặc là thai phụ có những vấn đề gì không. Lúc đó thì chúng ta sẽ tư vấn chọc ối hoặc tư vấn sinh lý nhau để chúng ta lấy được những cái những tế bào của em bé để chúng ta có thể chẩn đoán về di truyền. Bên cạnh đó, cái chuyện mà chúng ta không thể quên đó là chúng ta nên tìm xem là em bé có nhiễm trùng hay không. Với những cái nhiễm trùng tox, ví dụ toxoplasma, vela, hoặc là gần đây chúng ta có Zika. Thì đây là cách tiếp cận trước đây với cái khoảng với cái thống kê năm 2018 tại OMIM hoặc là OFINET, là hai cái trang về những cái dị tật của con người, thì chúng ta thấy có khoảng cái hiện nay khoảng chừng 5.000 đến 6.000 bệnh. Và trong cuộc đời làm bác sĩ, chúng ta không thể nào chúng ta tiếp cận được hết khoảng toàn bộ những bất thường đó, toàn bộ những bệnh đó. Do đó thì chúng ta chỉ biết được những cái trường hợp là thường gặp thôi. Và cái chuyện đầu tiên là khi mà chúng ta phát hiện được một triệu chứng, thì chúng ta đi nên chúng ta thường là chúng ta đi tìm những triệu chứng khác, xem nó có trong những cái hội chứng mà chúng ta thường gặp hay không. Thì đó là cách tiếp cận mà trước đây về phía lâm sàng. Bên cạnh đó, về phía di truyền, thì cái xét nghiệm về di truyền thì cũng chúng ta cũng có thể là hạn chế về mặt kỹ thuật. Chúng ta trong tay chỉ có những cái kỹ thuật ví dụ như là karyotip, ví dụ là QFPCR, ví dụ như là FIST. Chúng ta chỉ chẩn đoán được những cái bất thường thường gặp thôi. Bên cạnh đó, chúng ta chi phí của những xét nghiệm di truyền, ví dụ giải trình tự, những cái gen, chi phí rất là cao. Với hai lý do đó thì cái việc mà đưa ra những kết quả về di truyền thì gần 80% những bất thường chúng ta thấy là không có kết quả. Và đây là cái cách tiếp cận khác, tiếp cận về reverse phenotyping, là chúng ta không tập trung vào cái hội chứng nữa, mà chúng ta nên đi tìm theo từng những triệu chứng. Nếu mà chúng ta không nghĩ được đây là một hội chứng nào rõ rệt thường gặp, chúng ta nên đi tìm và tập hợp lại những triệu chứng và báo lại cho những nhà di truyền. Thì bên cạnh đó, những nhà di truyền cũng phát triển rất là vượt bậc với những kỹ thuật như microarray để chẩn đoán những cái vi mất đoạn, vi lập đoạn. Với những cái kỹ thuật giải trình tự thay mới, có thể chẩn đoán được vi mất đoạn, vi lập đoạn, đồng thời chẩn đoán được những cái đột biến gen. Và với những cái với công nghệ này, có thể là chẩn đoán những whole exome sequencing và thậm chí là whole genome sequencing. Thì kết quả của các xét nghiệm di truyền, chúng ta sẽ có một bảng, một cái list
rất là nhiều kết quả. Thì lúc này chúng ta sẽ có sự kết hợp giữa các nhà lâm sàng, kết hợp với các nhà siêu âm, cộng với lại kết hợp với những cái nhà di truyền với cái bản kết quả như vậy, và chúng ta sẽ đi tìm tiếp xem những cái chẩn đoán như thế nào là phù hợp. Và với cách tiếp cận này, từ 80% những cái bất thường mà chúng ta không biết được, chúng ta chỉ còn khoảng 30%. Thì đây là một cái bản tóm tắt những cái bất thường, những cái kỹ thuật về di truyền. Thì nói nôm na chúng ta sẽ có 3 mức về chẩn đoán về kỹ thuật di truyền. Mức thứ nhất là cái mức về mặt nhiễm sắc thể, đó là với những kỹ thuật là karyotype với là kỹ thuật FIS với kỹ thuật qFPCR. Thì những kỹ thuật này có thể chẩn đoán những bất thường thường gặp của nhiễm sắc thể. Cái mức độ thứ hai là mức độ về vi mất đoạn, vi lập đoạn, người ta hay gọi là những cái CNV. Thì với những kỹ thuật này chúng ta có thể sử dụng microarray, chúng ta sử dụng CNV-seq, chúng ta sử dụng Bob Renatan, hoặc là chúng ta sử dụng những cái FIS microligation hoặc MMPA. Thì với những kỹ thuật này, với kỹ thuật FIS microligation thì chúng ta chỉ chẩn đoán được một hoặc nhiều loại, hoặc là Bob Renatan chúng ta chỉ chẩn đoán được 9 cái vi mất đoạn thường gặp. Nhưng mà với microarray hoặc CNV-seq thì chúng ta có thể đoán được gần như tất cả những cái bất thường thường gặp, bất thường về microarray, về vi mất đoạn, vi lập đoạn. Và bên cạnh đó, với kỹ thuật này có thể chẩn đoán luôn cả những bất thường về karyotype, những bất thường về mức độ karyotype. Do đó thì nếu mà chúng ta chỉ định CNV-seq hoặc microarray thì bên cạnh vi mất đoạn, vi lập đoạn, chúng ta còn chẩn đoán được những bất thường về số lượng cũng như bất thường về cấu trúc. Cái mức độ thứ ba là bất thường về đơn gen. Thì bất thường đơn gen có thể là những cái xét nghiệm chẩn đoán về đơn gen như xét nghiệm thalassemia, xét nghiệm hemophili. Bên cạnh đó có những xét nghiệm về panel gene, tức là những xét nghiệm về bất thường tim hoặc là một hội chứng Noonan. Chúng ta sẽ có một cái panel rất là nhiều gen. Và chúng ta sẽ đi qua những cái bất thường về những cái xét nghiệm về clinical exome sequencing, whole exome sequencing và whole genome sequencing là như thế nào. Thì đây là bất thường về karyotype. Thì với xét nghiệm karyotype với cái thời gian trả kết quả từ 1 đến 4 tuần, do cái công việc phải nuôi cấy tế bào rất là dài, cái việc mà trải kết quả, trải cái nhiễm sắc thể ra và phân tích nhiễm sắc thể nó đòi hỏi thời gian. Và cái bất lợi của karyotype là có thể là chỉ chẩn đoán được những cái bất thường về cấu trúc và lớn hơn 5 mê thôi. Những bất thường mà nhỏ hơn 5 mê là những bất thường vi mất đoạn, vi lập đoạn, gần như chúng ta không thể chẩn đoán được. Đây là kết quả FIS. Kết quả FIS có thể chẩn đoán được những bất thường thường gặp 13, 18, 21 PC. QFPCR có thể chẩn đoán những bất thường thường gặp 13, 18, 21 PC. Và những xét nghiệm về CNV hoặc là copy number variant là những bất thường vi mất đoạn, vi lập đoạn, có thể sử dụng những kỹ thuật về microarray, có thể sử dụng kỹ thuật về NGS có thể chẩn đoán được, giúp cho chúng ta mà không cần phải nuôi cấy có thể chẩn đoán được những bất thường không cân bằng nhiễm sắc thể, những bất thường vi lập đoạn, vi mất đoạn với kích thước là từ 50 đến 400 kilobase pair, và cái đặc biệt là nó không phải nuôi cấy do thời gian trả kết quả rất là ngắn, khoảng 7 đến 10 ngày. Bên cạnh đó thì đối với xét nghiệm đơn gen thì nếu mà chúng ta hình dung toàn bộ cái gen người giống như một trái táo như vậy, thì để giải trình tự hết cho toàn bộ cái gen người thì chúng ta có giống như là giải hết toàn bộ 3 tỷ nu. Do đó thì khi mà giải như vậy thì chúng ta không thể nào rất khó để chúng ta phân tích được hết toàn bộ cái data đó. Thứ hai là chi phí giá thành đối với giải hết 3 tỷ nu này rất là cao. Do đó thì các nhà di truyền học đã đề xuất là chúng ta thay vì chúng ta giải hết cái bộ gen này thì chúng ta chỉ giải những cái exome thôi. Exome là như chúng ta nhớ là những cái đoạn mã hóa các protein thực sự sau này, những đoạn in trong sau này khi mà được mã hóa ra thì bị cắt bỏ đi. Và với việc giải exome sequencing thì chúng ta chỉ giải được cái số lượng khoảng 1% thôi, mà chúng ta có được cái khoảng 80% các bất thường của exome liên quan đến exome. Tuy nhiên khi mà giải whole exome sequencing thì ta thấy là giải tới 20.000 gen. Thì các nhà di truyền cũng đưa ra một giải pháp khác, đó là clinical exome sequencing, là chúng ta lựa ra những cái gen
những cái gen thường gặp thôi, khoảng 4.000 đến 5.000 cái gen. Thì với cái cách tiếp cận như vậy thì chúng ta thấy là chúng ta có thể giảm được chi phí sequencing, là cái tương quan kiểu gen và kiểu hình rất là cao, và chúng ta giảm được cái thời gian phân tích. Thì khi mà chúng ta tiếp cận với những cái bất thường về cái siêu âm, khi mà siêu âm có bất thường, thì nếu mà chúng ta nghĩ đến những cái bất thường mà thường gặp người 3821 SI, thì chúng ta có thấy là ta sử dụng FIS hoặc QFPCR để chẩn đoán 30% các bất thường. Thì bên cạnh đó, nếu chúng ta sử dụng karyotype, chúng ta sẽ chẩn đoán thêm 5% bất thường. Tuy nhiên, chúng ta sẽ bỏ sót khoảng 6% bất thường nếu mà chúng ta không làm cái xét nghiệm CV6. Do đó, hoặc là xét nghiệm mà chẩn đoán như vi mất đoạn, vi lập đoạn. Do đó, các khuyến cáo của Hiệp hội Sản phụ Khoa Hoa Kỳ gần đây, chúng ta thấy là khi mà có bất thường về điện kinh, bất thường về siêu âm, thì chúng ta nên đi luôn tới tới chẩn đoán vi mất đoạn, vi lập đoạn, để chúng ta có thể phát hiện được khoảng 40% các bất thường từ những cái vi mất đoạn, vi lập đoạn đến những cái bất thường về mặt nhiễm sắc thể. Và khi mà kết quả của CMV âm tính, không thấy phát hiện bất thường, thì chúng ta sẽ đi tiếp tới những bất thường về đơn gen, ví dụ như clinical exome sequencing hoặc là whole exome sequencing. Thì với những cái tiếp cận như vậy, nếu mà chúng ta đi tới whole exome sequencing thì chúng ta sẽ phát hiện tới 6-80% các bất thường tiếp theo. Thì đối với những bất thường mà trước sinh, với những CMV khi mà có bất thường về bất thường hệ kinh trung ương, thì chúng ta thấy là những cái nghiên cứu gần đây với những bất thường về CMV thì có thể phát hiện cộng với karyotype thì có thể phát hiện được 6% các bất thường. Chúng ta nhận thấy là 80% các bất thường chưa được chẩn đoán, có thể nghĩ nhiều đến những cái bất thường về đơn gen. Liệu thì vậy thì những nghiên cứu gần đây chúng ta thấy là những bất thường về đơn gen thì với những bất thường về tránh thai, thì những bất thường về CV, những bất thường về xin lỗi, đây là những bất thường về đơn gen whole exome sequencing thì có thể phát hiện ra được 22% các bất thường, hoặc là trên những cái CV đơn độc cũng 23%. Nhưng mà nếu mà đối tượng là tránh thai cũng như là trên cái nhóm mà những cái thai mà nặng quá nặng và chúng ta phải chấm dứt thai kỳ thì cái tỷ lệ bất thường lên tới 34%. Bên cạnh đó, khi mà chúng ta có được cái chẩn đoán thì chúng ta cần phải có một sự tư vấn, và đặc biệt đối với hệ thần kinh trung ương thì chúng ta có nên có những cái tư vấn đa chuyên khoa, ví dụ như là di truyền, ví dụ như là sản khoa, ví dụ như là nhi khoa, đồng thời là những bác sĩ nhi sơ sinh cũng như là bác sĩ nhi về ngoại thần kinh sau này, để có thể tư vấn cho người nhà và cho thai phụ. Và cuối cùng thì chúng ta thấy là khi mà chúng ta phát hiện một cái bất thường hệ thần kinh trung ương thì chuyện đầu tiên chúng ta phải đi tìm thêm là đây là bất thường đơn độc hay bất thường kết hợp, và đôi khi chúng ta phải chuyển sang cho những nhà siêu âm hệ thần kinh trung ương chuyên sâu để phát hiện thêm. Và khi mà chúng ta có được cái kết quả siêu âm đó rồi thì chúng ta sẽ đi qua chẩn đoán trước sinh và làm cái xét nghiệm chọc ối hoặc sinh thiết khác nhau để tìm xem cái xét nghiệm đầu tiên, xét nghiệm đầu tay, đó là xét nghiệm CNV với những cái kỹ thuật ví dụ microarray, ví dụ như là với CNV6. Sau khi mà CNV âm tính thì chúng ta nên đi tiếp tới clinical exome sequencing và thậm chí lên tới whole exome sequencing. Thì chúng ta thấy là cái cách tiếp cận về di truyền ngày nay với reverse phenotyping nó đóng góp một cái vai trò rất là lớn trong việc mà phát hiện thêm những cái bất thường, tìm thêm những cái nguyên nhân di truyền ngày càng nhiều hơn. Bên cạnh đó thì cái việc mà hội chẩn đa chuyên khoa, hội chẩn sản nhi ngày càng quan trọng để giúp cho người nhà và giúp cho thai phụ có thể có được cái nhìn tổng quan với cái bệnh, cái thai họ đang mang. Và bên cạnh đó thì đối với trường hợp mà khi mà thai có bất thường do hệ thần kinh trung ương và ta cần phải chấm dứt thai kỳ, thì cái chuyện mà ta cần phải đi tìm nguyên nhân thì rất là quan trọng. Và cuối cùng thì chân thành cảm ơn ban tổ chức hội nghị, cảm ơn các thầy cô và anh chị đã lắng nghe và theo dõi.
Chắc chúng ta cũng bắt đầu luôn cái một số cái thảo luận liên quan tới các cái báo cáo của cái phiên này của nãy giờ. Thì như vậy rằng là chúng ta cũng bắt đầu luôn các cái câu hỏi cũng đã gửi về phía ba cái đội điều hành của ban tổ chức. Thì như vậy rằng là cái câu hỏi đầu tiên là thấy rằng là có hỏi rằng là đối với lại bài báo cáo của tôi là về một số trường hợp bệnh nhân COVID-19 nặng nếu buộc sử dụng corticoid liều cao hoặc là Midipulse hoặc là CBPulse để giảm hỗ trợ hấp xâm nhập hoặc quá tải không thể hỗ trợ hấp xâm nhập thì quan điểm là như thế nào? Thì cũng xin chia sẻ như thế này. Thì người ta cũng biết rằng là rất là đầu tiên là rất cảm ơn cái câu hỏi này. Câu hỏi này là còn tranh cãi dữ lắm nha. Trên thế giới là cũng còn tranh cãi. Nhưng mà tuy nhiên là thôi mình những cái quan điểm gì có chứng cứ cho tới thời điểm này thì chúng ta cùng với nhau chia sẻ. Thì đầu tiên là người ta thấy rằng là dùng corticoid liều thấp á, trong các cái trường hợp siêu hấp cấp của nhiễm COVID á, là giảm được tỷ lệ tử vong. Cho đó là cái quan điểm đầu tiên cho chung hết. Còn ở trong thai kỳ á, thì dùng corticoid á, để mà kéo dài như là dexamethasone trước đây á, lúc mà mới bắt đầu cái dịch á, thì người ta thấy rằng là dùng kéo dài á, thì nó có thể có những ảnh hưởng tiêu cực chứ không phải là tích cực cho cả thai phụ và thai nhi, bởi vì là nó sau dùng lâu dài thì nó sẽ có thể là đi qua bánh nhau và nó có thể ảnh hưởng đến không phải là chỉ ở phổi nó ít và ở những cái cơ quan khác ví dụ như ở tử cung vân vân, làm có thể gia tăng cái tình trạng của nhiễm trùng lên. Như vậy rằng là người ta mới tiếp tục để tiến hành. Thì trong số các cái tiến hành thử nghiệm của corticoid thì có một cái thử nghiệm rất là được giới khoa học quan tâm, đó là thử nghiệm của Hiệp hội Sản phụ khoa Hoàng gia Anh, ARCOC. Thì ARCOC làm một cái nghiên cứu tên là Recovery Trial, mình tạm gọi hay dịch với nhau là thử nghiệm hồi phục. Thì trong cái nghiên cứu này thì người ta cho dexamethasone cái liều là 6 mg, ta cũng biết rồi. Trong các phát độ mình hướng dẫn là cũng là Dexa 6 mg. Thì trong nghiên cứu này ghi nhận chung là nó làm giảm được tỷ lệ tử vong ở những cái người mà phải thở máy xâm lấn 1/3 và 1/5 là ở những cái người mà nói chung là phải dùng hỗ trợ oxy. Thì như vậy rằng là rõ ràng rằng là nó có hiệu quả. Tuy nhiên là đối với lại thai kỳ thì người ta ghi nhận thì dùng trong cái recovery trial này thì nó dùng là prednisone được uống, hoặc là nếu mà chích thì xài hydrocortisone. Và thấy có và ghi nhận là cũng và có hiệu quả ở cái thể trung bình và thể nặng. Tuy nhiên cái này nó chưa được sự đồng thuận chung ở trên thế giới. Về mặt cơ chế bệnh sinh của dược động học thì người ta thấy rằng là các cái thuốc, nhóm thuốc mà như là prednisone hay là methylprednisolone thì nó có cái tác động lên cái mô ở phổi ấy, nhiều hơn. Và người ta thấy rằng là đối với lại methylprednisolone á thì nó sẽ có cái mức độ tập trung cao hơn ở mô phổi, thời gian tồn tại lâu hơn và cái phân bổ nó rộng hơn. Còn hai cái này nó đều có thể có khả năng đi qua nhau hết. Vì vậy mà như chúng tôi có chia sẻ đó là sau khi mà tham khảo các cái tài liệu của thế giới, rất là nhiều cái tài liệu liên quan tới câu chuyện sử dụng corticoid và liên quan tới thai kỳ. Thì bệnh viện Từ Dũ, bệnh viện Hùng Vương cùng với lại là cái đội hồi sức và có cả khoa phụ sản của bệnh viện Đại học Y Dược, chúng tôi là phải làm một cái gọi là một cái đồng thuận. Đồng thuận đây là có thảo luận để lựa chọn cái phương thức được gọi là tạm gọi là nó hợp lý nhất ở trong cái thời điểm mà lúc mà dịch đỉnh dịch nó còn đang cao. Tức là lúc đó thì chúng ta thấy rằng là đối với những thai kỳ mà tiếp cận vào còn non tháng thì sử dụng ban đầu dexamethasone là phù hợp. Nhưng bắt đầu là khi có quyết định sử dụng mà dài hạn hơn á thì lúc đó thì sử dụng là methylprednisolone. Đó thì cái đó là một số cái chia sẻ liên quan tới cái gọi là có cái chứng cứ về về phương diện là y học và liên quan tới việc sử dụng corticoid kết hợp ở trong cái câu chuyện là đối với lại các bệnh nhân thể nặng, thể bắt đầu là thể nặng tức là bắt đầu có thể có hỗ trợ hấp đó, và có thể có hỗ trợ hấp xâm lấn tức là thở máy. Thì ở trong đây cũng có một cái ý là có một cái câu cũng liên kết luôn, cũng xin được trả lời luôn là có những trường hợp nào mà liên quan tới câu chuyện là
cái dùng từ là thai và COVID mà ở thể nặng. Thì ở thể nặng đó, thì người ta cũng biết rằng là đối với lại các thai phụ mà nhiễm COVID đó, mà có các cái tình huống, ví dụ như BMI cao là thể nặng. Tại vì người bình thường BMI cao là nó cũng có khả năng xảy ra cái gọi là cái tình trạng mà cytokine storm, tức là bão cytokine, là có thể là suy đa cơ quan rất là nhanh chóng. Và việc mà ứng phó thì thường thường là rất khó khăn và tỷ lệ tử vong là cao ở trong nhóm này. Thì ở những thai phụ mà có BMI cao là coi như là nguy cơ. Những thai phụ mà có kèm theo các cái bệnh lý và các tình trạng mà bình thường không có nhiễm COVID cũng bị nữa, ví dụ như tiền sản giật, ví dụ đái tháo đường thai kỳ, thì là sẽ có nguy cơ tăng cao hơn, nguy cơ mà gọi là phải chuyển từ cái thể nặng sang thể nguy kịch rất là nhanh chóng và phải can thiệp. Và các cái can thiệp đó thì thường thường là sẽ cái việc can thiệp nó thì mục đích là để hỗ trợ cho cái chỗ tổn thương mà nguy kịch nhất, tức là mô ở phổi ấy. Thì như vậy rằng là cái việc mà can thiệp thì thường thường là tỷ lệ tử vong cao, giống như chúng tôi cũng có chia sẻ tỷ lệ tử vong chung của cái nhóm mà thai phụ ở tại bệnh viện tôi là 67% đó, có 8 ca là lúc mà thở máy thì ở tại viện, còn khi chuyển lên tuyến trên đó là coi như tử vong là chiếm tới 67 gần 68%. Thì cái điều này là điều mà phải nói rằng là rất là khó khăn. Và nếu mà từ cái ngày mà xuất hiện có triệu chứng á, có triệu chứng của thai phụ á, cho tới ngày thứ 7, thứ 9 á, mà nó diễn tiến mà cái siêu hấp mà diễn tiến nhanh á, đây là những cái thể nặng đó, tức là diễn tiến rất là nhanh, đó là cái có thể ghi nhận. Và các cái trường hợp mà khi mà đã thở máy xâm lấn rồi mà các thông số để can thiệp điều chỉnh mà không hiệu quả trong khoảng độ từ 7 tới 10 ngày thì những trường hợp này cũng sẽ là nguy kịch lắm. Tức là thở máy mà kéo dài hơn 10 ngày là bắt đầu là rơi vô cái chuyện mà khả năng là suy đa cơ quan vân vân là sẽ rất là lớn, và khả năng như vậy là nguy cơ tử vong cao. Đó là một số cái gọi là kinh nghiệm, cũng có thể là ít ỏi thôi, nhưng mà nó qua cái đợt dịch vừa rồi kết hợp với lại là ghi nhận, tại vì các cái thông tin mà liên quan tới COVID á, hiện nay á, là trên thế giới là open, tức là dù là đăng trên là New English Journal hay là trang Lancet thì đều là miễn phí hết đó, cho nên rằng là tất cả các thông tin là chia sẻ ở trên thế giới là rất nhanh chóng. Và vì vậy mà cái việc mà chúng ta có những thông tin để mà có thể sử dụng nó trong các cái trường hợp cụ thể ở tại tại chỗ của chúng ta thì như vậy rằng là có điều kiện thuận lợi hơn rất là nhiều. Đó là một vài cái ý kiến liên quan tới các cái câu hỏi. Dạ, xin mời chị Nhi. Dạ, chị Nhi thì có câu hỏi là việc lựa chọn và được dùng của progesterone trong các trường hợp mà dọa sảy và sảy thai liên tiếp, và có một cái ý là có hỏi rằng là cái việc mà thỉnh thoảng là có cái phối hợp cả đường gọi là sử dụng hết tất cả mọi chiêu thức. Xin cảm ơn. Rồi đai nè, rồi gel nè, thì ý kiến của chị như thế nào? Dạ, xin mời chị ạ. Xin cảm ơn cái câu hỏi của quý đồng nghiệp đã đặt ra qua cái phần báo cáo của tôi. Thì chúng ta biết rằng là hiện nay cái việc lựa chọn liều lượng cũng như là cái đường sử dụng đối với các cái trường hợp mà chúng ta sử dụng progesterone cho dọa sảy thai cũng như là sảy thai liên tiếp, thì chúng ta có rất nhiều các cái chứng cứ đã được công bố. Và như vậy thì là chúng ta biết rằng cái nguyên nhân mà gây sảy thai cũng như dọa sảy thai là hiện nay mình cũng phải xác định rằng nó là nguyên nhân gì. Ví dụ như cái nhóm mà dọa sảy thai liên tiếp nó có liên quan tới những cái yếu tố về di truyền, thì chắc chắn là cái này bác sĩ Thông phải có ý kiến trước, hoặc là các nhà hỗ trợ sinh sản người ta sẽ phải làm một vài cái động tác trước khi là có thai. Còn phần lớn nếu chúng ta không tìm ra được một cái nhóm nguyên nhân gì thì và cái nhóm nguyên nhân đó có lẽ tập trung chủ yếu vào cái nhóm mà suy hoàng thể hoặc là thiếu nội tiết, thì chúng ta mới sử dụng tới cái progesterone. Thì chắc có lẽ quý vị đồng nghiệp thì cũng rất là quen biết với tất cả các cái progesterone mà hiện nay chúng ta trong thực hành lâm sàng hiện nay chúng ta có. Thì chúng ta biết rằng là có thể có dạng uống, có thể có dạng đặt âm đạo. Và như vậy thì lựa chọn cái cách nào uống hay là đặt âm đạo thì chắc chắn nó sẽ lệ thuộc vào cái hiệu quả của từ các cái nghiên cứu đưa ra. Cái thứ hai nữa đó là chúng ta phải coi rằng là cái người phụ nữ đó họ có thích ứng được với cái cách mà mình đề nghị hay không. Ví dụ một cái người phụ nữ mà họ đi làm cái công việc mà
gọi là công việc văn, nghĩa là người mà xuất hiện trước công chúng thường xuyên đó, ví dụ một ngày mà họ phải xuất hiện trước công chúng thường xuyên 10 tiếng, 12 tiếng thì chắc chắn rằng là cái việc mà phải đi vào toilet tới cái thời điểm phải sử dụng thì e rằng là khó mà thực hiện được. Cũng như là cái tính dung nạp của cái thuốc đó đối với người phụ nữ, liệu rằng nó có phù hợp hay không, thì có thể cân nhắc và cá thể hóa theo từng cái trường hợp cụ thể để chúng ta có thể cho cái lựa chọn là nên sử dụng cái progesterone đặc hay là progesterone uống. Thì trong cái nhóm mà progesterone, chúng ta cũng biết rằng là hiện nay đó, ở trên thế giới nó cũng có rất là nhiều các cái nghiên cứu, và trong cái progesterone vi hạt á, nó có nghiên cứu đối với lại PRISM trong cái nhóm mà bị dọa sảy thai. Còn cái nghiên cứu mà dọa sảy thai liên tiếp, cái nghiên cứu mà sảy thai bị hư thai liên tiếp đó, thì cái nghiên cứu PROVISER thì luôn luôn là khuyến cáo cái liều đặc âm đạo là từ 200 cho tới 400 mg. Đó, và cái này chúng ta cũng có thể chuyển qua đường uống. Tuy nhiên chúng ta biết rằng cái đường uống đối với progesterone vi hạt thì nó chuyển hóa qua gan và nó có cái tác dụng GABA đó, là cái tác dụng mà có thể gây buồn ngủ, an thần mà, tức là này uống về tối thì được, nhưng mà nếu chúng ta đi làm ban ngày đó thì chắc chắn là sẽ rất là ngại cho những cái người mà chúng ta làm những cái công việc ban ngày, ví dụ phẫu thuật viên mà sử dụng cái đường đặc âm đạo cũng bất tiện, mà cái đường uống thì lại bị an thần thì sẽ rất là khó, thì chúng ta phải cân nhắc lại. Thì cái liều sử dụng hiện nay được khuyến cáo là nếu chúng ta đặt cái đường uống đường đặc âm đạo cũng như đường uống thì cái liều là 200 cho tới 400 mg một ngày ha. Và nếu mà sảy thai liên tiếp thì chúng ta sẽ đặt cho tới là 28 tuần đối với progesterone vi hạt, hoặc là đối với lại là dọa sảy thai liên tiếp thì chúng ta sẽ sử dụng cho tới 16 tuần. Đó, thì hiện nay là theo các cái khuyến cáo là như vậy. Còn riêng và nếu chúng ta lựa chọn cái progesterone đường uống của đai progesterone á, thì chắc chắn rằng là chúng ta sẽ có những cái phân biệt cũng tương tự như là progesterone vi hạt. Nếu chúng ta sử dụng cho những cái nhóm đối tượng mà có dọa sảy thai thì chắc chắn rằng là cái nhóm này sẽ được kéo dài trong cái nghiên cứu này tôi có trình bày cho tới 16 tuần thì người ta đạt hiệu quả tối ưu. Và chắc chắn là nếu có dọa sảy thai thì bắt buộc chúng ta phải có cái liều tấn công là 40 mg, sau đó chúng ta sẽ duy trì cái liều 20 mg cho tới khi một tuần lễ sau khi hết triệu chứng, thì cái đó là một cái mà hiện nay được khuyến cáo. Cũng như là trong cái trường hợp mà chúng ta có những cái ca mà dọa sảy thai liên tiếp thì người ta cũng khuyến cáo rằng là mình nên bắt đầu ngay từ cái giai đoạn mà hoàn thể. À, giai đoạn hoàn thể là chúng ta đã sử dụng cái liều này rồi và duy trì liều 20 mg một ngày cho tới ít nhất là 20 tuần. Thì đó là nhóm của progesterone, tức là cái progesterone uống đó. Thì cũng xin trả lời cái câu hỏi quý vị như vậy. Và một câu hỏi nữa mà hiện nay tất cả các cái hội thảo hội nghị về việc mà sử dụng progesterone trong cái dọa sảy thai liên tiếp, hỗ trợ hoàn thể, thì cái câu hỏi luôn luôn được các quý vị quan tâm là liệu rằng có kết hợp nhiều cái progesterone với nhau hay không. Hiện nay thì có lẽ nếu quý vị làm thực hành lâm sàng thì chúng ta cũng thấy rằng mình có thể bắt gặp những cái toa, mà cái toa đó không phải hai thứ giống như là quý vị đặt câu hỏi này ra đâu, mà là bốn thứ, năm thứ. Thí dụ như là mình thấy là progesterone kết hợp với lại là progesterone đặc âm đạo, rồi progesterone nhét hậu môn, xong rồi cái progesterone tiêm nữa, và chưa kể luôn cả HCG nữa. Thành ra thì hiện nay chúng tôi đã tìm rất nhiều các cái chứng cứ để trả lời cái câu hỏi có nên làm như vậy không, thì không tìm được một cái chứng cứ nào để trả lời câu hỏi chúng ta càng kết hợp nhiều thứ thì chúng ta có thể duy trì thai kỳ xa hơn. Và vì vậy theo quan điểm của tôi thì tôi không ủng hộ cái chuyện là chúng ta kết hợp nhiều cái progesterone như vậy cùng một lúc trên một cái thai phụ, đặc biệt là cái nhóm mà thực hiện hỗ trợ sinh sản. Thì chia sẻ với quý vị cái quan điểm của tôi như vậy. Và hiện nay thì có lẽ cái nhóm hỗ trợ sinh sản có thể cũng có những cái kinh nghiệm riêng khi có kết hợp hay không, bởi vì những cái toa mà chúng tôi nhận được trong thực hành lâm sàng hàng ngày nó không xuất phát từ những cái dọa sảy thai hay là sảy thai liên tiếp, mà nó xuất phát từ cái nhóm làm hỗ trợ sinh sản là nhiều hơn. Thành ra có thể trong cái phiên chiều nay chúng ta có thể nghe thêm và đặt câu hỏi thêm về cái câu hỏi này cho cái team làm hỗ trợ sinh sản, có thể tìm được đâu đó những cái khuyến cáo mới chăng. Chứ còn hiện nay thì chúng tôi tìm hiểu, tìm các cái chứng cứ khoa học hiện tại thì không có khuyến cáo nào là ủng hộ cho cái việc là chúng ta kết hợp nhiều như vậy để duy trì thai kỳ. Xin được trả lời với quý vị như vậy. Rất là cảm ơn cái câu trả lời của chị Mỹ Nhi. Bây giờ thì có một cái câu hỏi cho báo cáo của tiến sĩ Phạm Chí Công là kinh nghiệm hạn chế mất máu tối thiểu trong các trường hợp phẫu thuật nhau cài răng lược và khả năng tiên lượng bảo tồn tử cung trước phẫu thuật nhau cài răng lược. Dạ, xin mời anh Công ạ. Vâng, cảm ơn anh Trang và cảm ơn câu hỏi của các bạn đồng nghiệp. Thì sau đây xin chia sẻ một số các phương pháp
mà để giảm mất máu theo cái y học chứng cứ. Thì trước hết chúng ta đã biết thì việc điều trị nhau cài răng lược thì nên điều trị tại các cái trung tâm chuyên sâu có sự tham gia của đa chuyên khoa. Đa chuyên khoa là sao và trung tâm chuyên sâu là sao? Đa chuyên khoa là chúng ta có sự tham gia của bác sĩ phẫu thuật sản khoa, niệu khoa, phẫu thuật tiêu hóa và bác sĩ hồi sức cũng như là bác sĩ chuyên về sơ sinh. Và tại trung tâm đó chúng ta có sẵn các cái chế phẩm của máu. Vấn đề thứ hai để giảm thiểu cái mất máu trong phẫu thuật thì dựa vào y học chứng cứ thì chúng ta dùng cái biện pháp nội khoa, tức là dùng răng nanh sumic acid thì với mức khuyến cáo là 1A, tức là khuyến cáo mạnh, chất lượng cao. Đối với các cái thủ thuật và kỹ thuật ngoại khoa thì hiện nay vẫn chưa có các báo cáo, chủ yếu là từ các cái nghiên cứu đoàn hệ cũng như là các cái báo cáo loạt ca, cho nên các cái chứng cứ đưa ra vẫn ở mức thấp và sự chủ yếu là sự đồng thuận của các chuyên gia. Tuy nhiên thì các chuyên gia cũng khuyến cáo rằng để giảm thiểu cái sự mất máu thì thứ nhất chúng ta khi mà phẫu thuật thì không vội vàng mổ lấy thai ngay, mà trước hết chúng ta tìm và thắt các mạch máu mới hoàn thành giữa tử cung và các cái cấu trúc xung quanh. Sau đó chúng ta tiến hành mổ lấy thai. Và nếu cái tình trạng mẹ ổn định thì các chuyên gia cũng khuyến cáo là chúng ta sẽ chọn những cái kỹ thuật đơn giản nhất, bởi vì các cái kỹ thuật đơn giản nhất sẽ đưa ra những cái biến chứng ít nhất. Thì những kỹ thuật đơn giản là kỹ thuật gì? Là thứ nhất là như tôi đã trình bày, tức là chúng ta tìm và thắt các mạch máu mới thành lập. Cái thứ hai là nếu bánh nhau đã được loại bỏ thì cái việc dùng tràng ống tử cung nên là lựa chọn đầu tiên nếu tình trạng mẹ ổn định. Nếu chúng ta thất bại thì chúng ta có thể tiến hành thắt động mạch tử cung hoặc là thắt cái động mạch hạ vị. Tuy nhiên thắt động mạch hạ vị mang lại những cái biến chứng rất là cao, cho nên các cái và như các bạn đã biết thì hiện tại chưa có những cái thử nghiệm so sánh giữa các cái phương pháp trên cùng một nhau còn năng lượng, cho nên chúng ta đưa ra những cái khuyến cáo cũng dựa trên mức đồng thuận của chuyên gia. Tuy nhiên nếu tình trạng mẹ mà không ổn định và lượng mắc ồ ạt thì chúng ta phải tiến hành cắt tử cung ngay và chuẩn bị cái chế phẩm máu. Hiện nay một số tác giả đưa ra cái vai trò của X quang can thiệp nội mạch trong việc chèn bóng trước phẫu thuật lấy thai trong nhau cài răng lược. Tuy nhiên như đã trình bày trong bài trình bày của tôi thì cả các cái hiệp hội sản phẩm quốc tế vẫn không khuyến cáo là sử dụng thường quy trong phẫu thuật nhau cài răng lược. Đối với mức độ và tiên lượng cái khả năng bảo tồn tử cung trước phẫu thuật thì hiện nay vai trò của chẩn đoán tiền sản đó vai trò rất là quan trọng trong việc đưa ra cái kế hoạch điều trị. Thì chúng ta sử dụng siêu âm để đánh giá cái thể nhau cài răng lược, bởi những nơi có điều kiện thì chúng ta sử dụng MRI để đánh giá sâu hơn cái mức độ xâm lấn. Thì các nghiên cứu cho thấy thì tỷ lệ bảo tồn tử cung nó liên quan đến mức độ xâm lấn. Thì tỷ lệ bảo tồn tử cung thành công ở mức cao nhất đối với các thể acreta và thấp nhất đối với các thể bạc acreta. Thì đây là những cái vấn đề tôi cùng chia sẻ với quý anh chị đồng nghiệp. Thì nhân đây cũng có chị Vĩ Nhi và anh Trang, cũng hai chuyên gia về nhau cài răng lược, thì cũng mời anh Trang và chị Nhi chia sẻ thêm những cái kinh nghiệm trong cái điều trị nhau cài răng lược. Xin trân trọng cảm ơn. Tôi xin có ý kiến là ban tổ chức cũng với vừa nhắc chúng ta là cái thời lượng chúng ta không có còn nhiều. Thành ra cái này thì chắc có lẽ là chúng ta sẽ trở lại cái đề tài nhau cài răng lược trong một cái phiên chuyên sâu hơn, thì như vậy sẽ có nhiều ý kiến chuyên gia sâu hơn. Thì sẵn đây còn một cái câu hỏi của quý đồng nghiệp có đặt cho bác sĩ
Nguyễn Văn Thông, thì cái câu hỏi này là với những cái trường hợp mà có bất thường về hệ thần kinh xuất hiện muộn sau quý 2, đặc biệt là nó có giãn não thất bên, thì những trường hợp này liệu rằng vẫn thực hiện theo cái quy trình thường quy chọc ối xét nghiệm đầy đủ không? Đó, thì xin mời bác sĩ Nguyễn Văn Thông chúng ta trả lời câu hỏi này. Dạ, thì cảm ơn câu hỏi của khán giả. Thì đối với là những cái trường hợp mà có những cái bất thường mà hệ thần kinh, đa số thì chúng ta hiện nay chúng ta có thể phát hiện ở những cái thời điểm 3 tháng đầu, 3 tháng giữa, mà một số bất thường có thể là chúng ta phát hiện muộn hơn, ví dụ như là giãn não thất ở 3 tháng cuối thai kỳ. Do đó thì chúng ta vẫn có thể là chọc ối và để tìm ra nguyên nhân, xem là coi có những bất thường về quan di truyền hay không. Như vậy thì cảm ơn cái phần trả lời của bác sĩ Nguyễn Văn Thông. Thì như vậy là hiện nay cái số câu hỏi có lẽ còn rất là nhiều, nhưng mà cái thời lượng chúng ta thì không có còn nhiều nữa. Thành ra có lẽ chúng ta sẽ gặp lại nhau sau những trao đổi riêng để chúng ta làm rõ hơn việc này. Và như vậy là chúng ta đã qua 5 cái báo cáo. Thì trong 5 cái báo cáo này tôi xin có một chút xíu tóm tắt lại. Thì thứ nhất, cái báo cáo đầu tiên là chúng ta thấy rằng là thai và COVID hiện nay là một vấn đề nổi cộm, và hiện nay có thể là chúng ta quan tâm tới rất nhiều. Và có thể nói thành phố Hồ Chí Minh trong thời gian vừa qua là cái nơi có chịu ảnh hưởng rất là nghiêm trọng, nặng nề. Và chúng tôi đã phải có thể nói rằng là trả giá rất là nhiều cho một số các tình huống mà chúng ta thiếu kinh nghiệm. Và qua cái bài báo cáo của Phó Giáo sư Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang thì chúng ta thấy rằng là từ cái đại dịch này, từ thời gian vừa qua tại thành phố Hồ Chí Minh đã có một số các cái cơ sở đã có những cái kinh nghiệm xử trí đối với lại COVID-19 và thai kỳ. Như vậy thì bài báo cáo của Phó Giáo sư Khánh Trang có thể là một cái lựa chọn rất là đáng tham khảo. Và từ nay, nếu như quý vị có những cái băn khoăn gì khi chúng ta có những bệnh nhân như vậy, thì mình có thể liên lạc trực tiếp ngay với các bệnh viện, và đặc biệt là với Phó Giáo sư Bác sĩ Huỳnh Nguyễn Khánh Trang, vì chúng ta đã nghe qua những cái báo cáo hết sức là chi tiết và xuất phát từ thực tiễn kinh nghiệm. Trong cái phần báo cáo của tôi thì hồi nãy tôi cũng đã có trả lời về cái việc lựa chọn đa progesterone. Và chúng ta đừng quên rằng là trong cái việc mà chúng ta ứng dụng vào lâm sàng đó, thì mình sẽ lựa chọn cho phù hợp. Đây là một tình huống dọa sảy thai là sảy thai liên tiếp. Và trước khi mà chúng ta lựa chọn như vậy, cần loại trừ những cái nguyên nhân khác, có thể do nhiễm sắc thể, do nhiễm trùng v.v. Và chúng ta cũng nghe một cái báo cáo rất là thú vị mà cái câu hỏi còn chưa có được trả lời hết cho tất cả các quý vị đồng nghiệp. Ví dụ như là cái phần mà cài răng lược đó, nhau cài răng lược, thì hiện nay chúng ta thấy rằng nhau cài răng lược là một cái biến chứng cực kỳ nguy hiểm của những cái trường hợp có sẹo mổ lấy thai. Và vì vậy vai trò của siêu âm chẩn đoán sớm cũng như sự hình thành một cái ekip có phối hợp giữa sản phụ khoa, sơ sinh, gây mê hồi sức, truyền máu huyết học, ngoại tổng quát và cả niệu tổng quát nữa nếu cần thiết, là cái điều mà chúng ta phải tổ chức trước khi mà chúng ta quyết định mổ. Và cái thời điểm mổ cho những cái trường hợp này nó sẽ được cân nhắc từ 34 cho tới 37 tuần. Và hiện nay thì ở một số các bệnh viện lớn, người ta đã chủ trương rằng là có thể chúng ta sẽ thay đổi chiến thuật. Thay vì chúng ta cắt tử cung thì chúng ta sẽ bảo tồn tử cung. Điều này có thể sẽ làm cho cái kết quả mà phẫu thuật nó có thể mỹ mãn hơn là cái chuyện mà chúng ta cắt tử cung. Dĩ nhiên nó sẽ có một số các cái chỉ định. Và chúng ta cũng nghe một cái báo cáo đến từ bác sĩ Phan Chí Thành rất là hay, một cái vấn đề có liên quan tới tình dục nữ, đặc biệt là trong khi mà có mang thai. Đây là một cái điều thầm kín và có lẽ rất là khó nói. Và hơn ai hết thì chúng tôi cũng hiểu rằng là đây là một cái đề tài rất là khó để có thể thực hiện, bởi vì nó rất tế nhị và thầm kín. Thì cũng mong rằng là trong tương lai thì sẽ có thêm nhiều các cái chia sẻ từ bác sĩ Phan Chí Thành và ekip về cái việc là tình dục trong mà lúc mang thai. Và cuối cùng thì chúng ta thấy có một cái bài báo cáo rất là thú vị có liên quan tới sản khoa, di truyền y học cũng như là các cái kỹ thuật chẩn đoán tiền sản hiện tại, và đặc biệt là cả siêu âm chuyên sâu. Thì như vậy là nếu như chúng ta có hồi trước thì mình làm rất là đơn giản, siêu âm quý 1, siêu âm quý 2, siêu âm quý 3, và chúng ta dựa trên những cái chẩn đoán có thể nói rằng là đôi khi mang tính cảm tính mà không có chứng cứ. Thì hiện nay chúng ta có rất nhiều vũ khí để có thể mình thực hiện được chẩn đoán tới tận cùng, và mình có những cái tư vấn cụ thể thông qua cái siêu âm chuyên sâu, siêu âm hình thái học quý 1, hình thái học quý 2, hình thái học quý 3. Và những cái sự tiến bộ của di truyền y học hiện nay có thể giải trình tự gen rất là rõ ràng cho những cái bệnh mà chúng ta còn rất là băn khoăn khi quyết định bỏ hay là không bỏ thai. Thì tôi nghĩ rằng là đây là một cái mà có lẽ trong tương lai nó sẽ lan tỏa rất là nhiều đến tất cả các cái tuyến để giúp cho tất cả các anh chị em mình chuyển tuyến kịp thời, cũng như là giúp cho các thai phụ có thể
không bỏ qua, tức là mình không bị bỏ đi một đứa con mà một cách rất là oan, giống như 20 năm, 30 năm trước đây chúng ta đã từng làm. Thì có lẽ chúng ta không còn nhiều thời giờ nữa, thì xin trân trọng cảm ơn Phó Giáo sư Tiến sĩ Khánh Trang, Tiến sĩ Phạm Chí Công, bác sĩ Nguyễn Văn Thông cũng như là thạc sĩ bác sĩ Phan Chí Thành. Tôi xin được thay mặt cho tất cả các thành viên trong chủ tọa đoàn và các báo cáo viên, xin cảm ơn tất cả quý vị đã lắng nghe và theo dõi cái phiên AIA vào sáng hôm nay, và kính chúc quý vị chúng ta luôn có nhiều sức khỏe và bình an vượt qua cái đại dịch COVID-19 này, và hẹn gặp lại trong cái chương trình chiều nay được tiếp tục. Xin cảm ơn quý vị một lần nữa và kính chúc chủ tọa đoàn có một cái thời gian nghỉ trưa vui vẻ để chúng ta tiếp tục cái việc buổi chiều.